Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong video hôm nay chúng tôi sẽ điểm lại các tin tức và sự kiện nổi bật trong tuần qua bằng một video tổng hợp và xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Armenia rước voi về giày mà Tổ. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, người ta vẫn còn chưa hết bàng hoàng với những gì đã xảy ra trong những ngày qua. Có thể nói rằng phương Tây đang tìm ra cách để thỏa hiệp và chấm dứt cuộc chiến với Moscow. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc, những âm mưu kích động xung đột vẫn đang trực chờ ở phía sau. Và không để quý vị chờ đợi lâu, chúng ta sẽ tìm hiểu ngọn ngành câu chuyện ngay sau đây. Người Mỹ bất ngờ vì cú đòn dứt điểm của Nga Ngay từ đầu cuộc chiến Ukraine, phương Tây đã viện trợ rất nhiều các gói tài chính và thiết bị cho Kyiv. Khi mà các vũ khí được công bố là sẽ tham chiến ở chiến trường Ukraine, truyền thông phương Tây đã hết lời lăng xê tính hiệu quả và coi đó là bất khả chiến bại. Chớ chiều thầy, đó chỉ là những lời tung hô hào nhoáng khi mà trong thực chiến thì chúng đã bị người Nga vô hiệu hóa. Ngay cả xe tăng Challenger 2 vốn được quảng bá là cực kỳ ưu việt thì đến ngày hôm qua cũng đã có chiếc thứ hai bị tiêu hủy. Đứng trước hiện thực này, cựu chuyên gia phân tích của CIA Larry Johnson cũng đã phải nhận xét trong cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Dialog Work rằng: "Quân đội Nga sẽ phá hủy mọi vũ khí mà phương Tây cung cấp cho Ukraine." Ông ấy nói: Hãy nhớ là người ta đã từng nghĩ HIMARS sẽ thay đổi cuộc chơi và hóa ra không phải như vậy. Còn hệ thống Patriot thì sao? Chúng tôi liên tục được nghe những lời hoa mỹ về nó, nhưng mà bây giờ đây chúng tôi chẳng còn nghe thấy ai nói gì về chúng nữa. Và người nga đang phá hủy chúng. Người ta cũng không còn nhìn thấy nó khởi tác dụng gì ở Kiev, Lviv hay là các thành phố khác của Ukraine. Theo ông Johnson, xe tăng mới của phương Tây sẽ bị tiêu diệt ở Ukraine ngay khi chúng tiến ra chiến trường và tiêm kích F-16 cũng sẽ gặp số phận tương tự. Ông ấy nói thêm rằng thời gian, công sức, tiền bạc dành cho việc đào tạo phi công, tất cả những điều này sẽ biến mất rất nhanh. Vấn đề không phải là cung cấp thiết bị gì, bởi vì dù họ gửi vũ khí nào đi chăng nữa thì quân đội Ukraine cũng không có đủ nhân sự, đủ khả năng để vận hành hiệu quả các loại thiết bị này. Cùng với đó là hội nghị thượng đỉnh G20 đã kết thúc với chiến thắng giòn giã thuộc về phía Nga và là một cú đánh nhắm vào Ukraine khi phương Tây đã bị các nước Nam bán cầu đánh bại trên mọi mặt trận. Tờ Financial Times của Anh tuyên bố rằng Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Ấn Độ là một thất bại thảm hại đối với các nước phương Tây do sự thiếu đồng thuận trong vấn đề ủng hộ chế độ Kiev do Zelensky lãnh đạo. Mỹ, EU và các nước khác đã đồng ý loại bỏ nội dung lên án cuộc chiến của Tổng thống Nga Putin khỏi thông cáo cuộc họp, đồng thời tuyên bố đảm bảo thỏa thuận ngũ cốc được thực thi. Trong đó nói rõ rằng, bao gồm cả ngũ cốc của Nga, Điều này cho thấy rằng phương Tây buộc phải gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với lương thực và phân bón của Nga, chấp nhận các thỏa hiệp với Moscow để có thể hồi sinh thỏa thuận ngũ cốc. Trước đó, Liên Hợp Quốc cũng cho biết họ sẵn sàng đáp ứng các điều kiện của Nga để nối lại thỏa thuận ngũ cốc, và điều này đã được báo Bill của Đức đưa tin. Tờ báo này đã công bố bằng chứng là một lá thư của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres gửi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào ngày 28 tháng 8. Cần phải lưu ý rằng, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã đề nghị ông Lavrov chính thức hóa một thỏa thuận dựa trên bốn nguyên tắc nền tảng để đổi lấy việc khôi phục thỏa thuận ngũ cốc. Bức thư này cũng cho biết thông tin về việc cộng đồng ngân hàng quốc tế SWIFT bày tỏ sẵn sàng kết nối với công ty con của ngân hàng nông nghiệp Nga Rosakosbank với hệ thống thanh toán trong vòng một tháng. Reuters đã viết về điều này như sau. SWIFT đã xác nhận rằng Rosakosbank Capital có thể đăng ký làm thành viên và truy cập SWIFT để thực hiện các giao dịch. Điều này cho thấy rằng cuối cùng thì phương Tây đã chấp nhận thất bại trước Nga đến ngày hôm nay, ngày 11 tháng 9, Financial Times cho biết các nước phương Tây chấp nhận xuống thang ở Ukraine để cứu ván G20. Đồng thời, họ cũng đăng tải lời của Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen khi bà phủ nhận tuyên bố cho rằng G20 đã suy yếu vì vấn đề Ukraine. Sau tất cả, thì Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đổi giọng trong tuyên bố của mình. Vào cuối ngày hôm qua, ông ấy nói Ukraine sẵn sàng đàm phán với Liên bang Nga nếu như phía Nga đưa ra đề xuất như vậy. Ông ấy nói trên ABC rằng đối với các cuộc đàm phán phải có sự đồng thuận từ cả hai phía. Nếu như Tổng thống Nga Vladimir Putin thể hiện sự quan tâm như vậy, thì tôi nghĩ rằng người Ukraine sẽ là người đầu tiên tham gia đàm phán, và chúng tôi sẽ ở ngay phía sau họ. Theo ông, mọi người đều muốn có một thỏa thuận ngừng bắn giữa Liên bang Nga và Ukraine. Còn tại Đức, một trong những quốc gia hăng hái nhất trong cuộc chiến chống Nga ở Ukraine cũng đã đưa ra đề nghị ông Zelensky nên thỏa hiệp với Nga điều này đã được thành viên hạ viện Đức Sara Wagenknech kêu gọi trong một cuộc phỏng vấn. Bà ấy nói rằng ông Zelensky lẽ ra phải sẵn sàng thỏa hiệp. Chúng tôi cảm thấy bất chấp mọi nguồn cung cấp vũ khí, chiến tuyến hầu như không hề nhúc nhích và Ukraine không thể giành được chiến thắng bằng biện pháp quân sự. Vì vậy phải nhìn vào hiện thực và việc sẵn sàng đàm phán là một điều cần thiết. Chính trị gia này cũng lưu ý rằng Đức nên khôi phục quan hệ với Nga. Theo bà thì các biện pháp trừng phạt chủ yếu là gây hại cho người Đức. Bà ấy nói thêm rằng nền kinh tế Nga đang tăng trưởng 1,5% trong năm nay. Trong khi nền kinh tế Đức thì đang suy thoái, đây là một cuộc chiến kinh tế chống lại chính đất nước của chúng ta. Chính phủ đang tiến hành nó vì sự mù quáng và ngu ngốc. Như vậy thì quý vị có thể thấy, cuối cùng Ukraine đã bị Mỹ lừa. Họ kích động và nhử mồi Kiev dấn thân vào một cuộc chiến chống Nga. Kiev ngỡ tưởng rằng NATO và tập thể phương Tây sẽ dạy cho Nga một bài học. Tuy nhiên thực tế hiện nay thật quá phũ phàng đất nước này nếu vẫn không nhìn thẳng vào thực tế thì họ sẽ có nguy cơ mất đi tư cách là một quốc gia. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Ukraine vẫn chưa muốn dừng lại cuộc chiến này. Các cuộc tấn công vẫn diễn ra bất chấp cái giá phải trả là rất đắt. Mệnh lệnh tự sát, Kiev dùng chuyển Hôm nay thì người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraine Kirill Budanov đã công bố kế hoạch của ban lãnh đạo quân đội là tiếp tục các hoạt động quân sự tích cực ngay cả khi thời tiết bắt đầu lạnh và mưa mùa thu đã bắt đầu. Budanov nhấn mạnh rằng, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện và đã sẵn sàng để tiếp tục tấn công bất kể thời gian trong năm và các điều kiện yếu tố thời tiết. Tuy nhiên, nếu như lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục chiến sự vào thời điểm này, thì hậu quả tổn thất sẽ còn lớn hơn so với hiện tại. Bởi vì trong gần 3 tháng rưỡi qua, thì lực lượng vũ trang Ukraine đã không thể đạt được thành công đáng kể trong bất kỳ khía cạnh nào. Vào tối ngày 10 tháng 9, tại quận Rakitnyansky thuộc vùng Kiev, người ta đã chứng kiến những vụ nổ mạnh. Theo dữ liệu sơ bộ, thì nguyên nhân là do một cuộc tấn công của máy bay không người lái Geran đã phá hủy các kho đạn dược trong khu vực. Các hình ảnh vệ tinh của NASA đã phát hiện hơn chục nguồn đánh lửa trong khu vực kho đạn sau 3 giờ sáng. Hiện tại thì lực lượng cứu hỏa và cứu hộ vẫn đang tiếp tục làm việc tại hiện trường. Họ đang cố gắng để dập tắt đám cháy và ngăn chặn các vụ nổ tiếp theo. Chính quyền địa phương cũng đã xác nhận về một cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng trong khu vực nhưng mà chi tiết cụ thể về vụ việc thì vẫn chưa được tiết lộ. Theo thông tin từ các nguồn tin độc lập thì ảnh hưởng của vụ nổ đã được cảm nhận ngay cả ở những khu vực cách xa địa điểm bị tấn công. Có các ngôi nhà và cửa sổ đã bị hư hại. Theo các phóng viên chiến trường, các cơ sở bị tấn công có thể là kho chứa đạn cho súng phòng không cũng như là tên lửa phòng không dẫn đường, bao gồm cả tên lửa dành cho các hệ thống phòng không của phương Tây. Bên cạnh đó, Kiev đã phải hứng chịu một trong những cuộc tấn công lớn nhất của máy bay không người lái Iran trong những tháng gần đây vào đêm ngày hôm qua các nhà báo đã có những hình ảnh độc quyền chứng minh quy mô và sức mạnh của những chiếc uav được sử dụng hình ảnh cho thấy hệ thống phòng không ukraine đã bắn hạ được một số máy bay không người lái tuy nhiên những chiếc còn lại đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng hiện tại thì vẫn chưa có thông tin về thương vong được biết một lượng lớn máy bay không người lái kamikaze geran đã tiến về hướng kiev bất chấp mọi nỗ lực ngăn chặn của lực lượng vũ trang ukraine dựa trên những dữ liệu từ các cuộc tấn công trước đó thì rất có thể các máy bay không người lái đã xác định được vị trí của các hệ thống phòng không Ukraine. Người ta dự đoán rằng trong những giờ tiếp theo, các tên lửa hành trình sẽ tiếp tục xuất kích. Và quả nhiên là đến sáng ngày hôm nay đã có thông tin về các vụ nổ được nghe thấy ở khu vực Sumy và Chernihiv của Ukraine. Từ những điều trên thì chúng ta có thể thấy rằng Nga sẽ tiếp tục sử dụng ồ ạt các máy bay không người lái nhắm vào các thành phố của Ukraine cũng như là thủ đô Kiev trong một nỗ lực không ngừng nghỉ để bẻ cong tinh thần và suy nghĩ của người dân Ukraine. Về phía mình, Lực lượng vũ trang Ukraine dường như cũng đang cố gắng một cách có hệ thống để sử dụng lực lượng đặc biệt và UAV nhằm thực hiện các cuộc tấn công chớp nhoáng vào các mục tiêu của Nga ở Crimea. Nền công nghiệp quốc phòng Nga đang khiến thế giới kinh ngạc. Theo báo cáo của Reuters, thì Nga trong những năm tới có thể sẽ tăng sản lượng đạn pháo lên 2 triệu viên đạn mỗi năm, gấp đôi so với dự đoán của các chuyên gia phương Tây. Nhưng mà NATO ước tính rằng ngay cả con số này vẫn không thể đủ để bù đắp được số lượng đạn pháo mà binh sĩ Nga đã bắn ra tại chiến trường Ukraine. Reuters so sánh, vào năm 2022, quân đội Nga ở Ukraine đã bắn từ 10 đến 11 triệu viên đạn trong các trận chiến chống lại lực lượng phòng thủ Ukraine. Hãng tin này trích dẫn lời của các quan chức Mỹ cho biết, nếu như bạn bắn 1 triệu quả đạn vào năm ngoái và giờ đây đang ở giữa cuộc chiến mà chỉ có thể sản xuất thêm 1 đến 2 triệu quả đạn mỗi năm, thì tôi không nghĩ là bạn đang ở vị thế rất vững mạnh. Có một nguồn tin nói thêm rằng các khoản đầu tư mới của Nga vào khu liên hợp công nghiệp quân sự của nước này có thể cung cấp sản lượng xe tăng, tăng lên 200 chiếc mỗi năm. Nhưng mà một lần nữa thì các chuyên gia phương Tây lại cho rằng sẽ mất ít nhất là 10 năm để bù đắp được những tổn thất về thiết giáp mà lực lượng Nga đã phải gánh chịu trên chiến trường. Trang web Defense Express của Ukraine đưa tin những con số về lượng đạn dược do Nga sản xuất hàng năm đã chứng minh lý do tại sao Moscow sẽ buộc phải hỏi mua đạn từ Triều Tiên và tại sao họ lại mua đạn pháo cỡ nòng 120 ly từ Myanmar, một quốc gia duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc nhưng mà không nhiều lắm với Moscow. Theo số liệu mới nhất, Nga có thể sản xuất 10 đến 15 xe tăng mỗi tháng và họ vẫn có khả năng tăng tốc độ dây chuyển lắp ráp thiết giáp từ 10 đến 40%. Tất nhiên, tất cả những điều này chỉ là ước đoán bởi vì chúng ta không biết khả năng thực sự của người Nga có thể tới đâu. Rất có thể rằng họ có thể khiến thế giới ngạc nhiên. Nếu như thành công trong việc tăng cường sản lượng đạn pháo và xe tăng, vượt qua khỏi các dự đoán thông thường của phương Tây. Điều này cũng là rất có khả năng xảy ra, bởi vì các ước tính của phương Tây đã bỏ qua việc đề cập đến kho dự trữ khổng lồ xe tăng và đạn pháo mà Moscow đã có từ trước khi tham chiến tại Ukraine. Nếu như lượng dự trữ này là đủ lớn thì họ không nhất thiết phải bổ sung quá gấp như những gì mà phương Tây đã phân tích. Ở chiều ngược lại thì tình hình lại không mấy sáng sủa với ngành công nghiệp quốc phòng của phương Tây. NATO đang phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng, nếu như không muốn nói là cực kỳ nghiêm trọng trong việc sản xuất và dự trữ đạn pháo, đạn súng trường và áo chống đạn. Sự mất cân bằng trong năng lực quốc phòng cũng là yếu tố khiến cho cuộc chiến này nếu như kéo dài thì người ta sẽ dễ dàng nhận ra ai sẽ là người nổi bật hơn và sẽ giành chiến thắng trong cuộc chạy đua dài hơi. Điều này lý giải sâu sắc thêm tại sao mà phương Tây lại thất bại trước Nga ở G20. Điểm nóng Syria một nguồn tin từ quân đội Syria cho biết một chiến dịch quy mô lớn đã được thực hiện ở tỉnh Idlib và Hama. Các đơn vị pháo binh của chính phủ Syria đã tiến hành một cuộc tấn công lớn vào các căn cứ của phiến quân nhằm đáp trả các hành động vi phạm có hệ thống lệnh ngừng bắn ở khu vực phía Bắc. Theo dữ liệu được cung cấp, thì các cuộc tấn công chủ yếu nhắm vào các cơ sở chỉ huy của phiến quân, các khu vực kiên cố và kho đạn của đối phương. Theo thông tin sơ bộ, thì sau chiến dịch này, ít nhất 111 phiến quân đã thiệt mạng và hơn 80 người khác bị thương. Những hành động này của quân đội Syria đã nhấn mạnh quyết tâm của Damascus trong việc thiết lập trật tự và ngăn chặn các nỗ lực của phiến quân nhằm gây bất ổn tình hình trong khu vực. Các địa điểm đóng quân của nhóm khủng bố cũng thường xuyên bị ném bom với sự tham gia của không quân Nga. Điều này đã phản ánh thực tế đó là phiến quân đã bị tổn thất nặng nề trong những tháng vừa qua. Ở phía bên kia chiến tuyến, không quân của Liên minh chống khủng bố quốc tế do Mỹ dẫn đầu cũng đã tiếp tục thực hiện các hoạt động diễn tập mạo hiểm trên không phận Syria, đe dọa đến an ninh trong khu vực này bằng cách vi phạm giao thức giảm xung đột vào ngày 9 tháng 12 năm 2019. Lực lượng không quân liên minh đã tạo ra một bối cảnh nguy hiểm có thể dẫn đến các sự cố hàng không. Máy bay của liên minh do Mỹ dẫn đầu đã vi phạm không phận Syria tới tận 5 lần trong ngày qua. Những hành động như vậy có thể dẫn đến những hậu quả khó lường, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình trên không phận Syria là rất phức tạp. Cụ thể, tại khu vực Antaf, một khu vực rất quan trọng trong lĩnh vực quân sự, trong 24 giờ qua thì hai cặp máy bay chiến đấu F16 và máy bay không người lái đa năng MQ-1C đã bị phát hiện thực hiện các chuyến bay trái phép tới tận 5 lần. Tình hình này đã tạo thêm căng thẳng trong quan hệ của liên minh quốc tế với Damascus và Moscow. Nhưng mà phương Tây vẫn ngoan cố phớt lờ những lời cảnh báo này. Armenia đàm phán trước khi quá muộn. Kể từ đầu tháng 9, quân đội Azerbaijan đã gia tăng hoạt động gần biên giới với Armenia. Trong đó, đặc biệt chú ý là các chuyến bay của hãng hàng không dân dụng Seaway Azerbaijan đang gây ra lo ngại. Có các thông báo cho biết rằng chúng đang chuyên chở các loại hàng hóa quân sự. Dữ liệu từ hoạt động trên không cho thấy có khả năng rằng Azerbaijan đang tái triển khai quân theo hướng Nakhichevan. Chevan. Từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 9, 15 chuyến bay đã được ghi nhận giữa các thành phố Baku, Ganja và Nakhichevan. Đồng thời, một chuyến bay tới Ankara cũng đã được thực hiện. Đặc biệt, từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 9, thì máy bay của hãng Seaway đã tích cực khai thác các chuyến bay trên đường bay giữa Azerbaijan, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel và Cộng hòa Séc. Những chuyến bay này có thể đã chuyên chở vũ khí và cả nhân sự. Các chuyến bay từ căn cứ không quân Ofva của Israel, thành phố Brno của Séc và Thổ Nhĩ Kỳ tới thủ đô Baku của Azerbaijan đã diễn ra khá thường xuyên. Không chỉ máy bay dân sự, các hoạt động của máy bay vận tải quân sự IL-76MD thuộc sở hữu của Bộ Quốc phòng Azerbaijan cũng được ghi nhận. Tại Armenia, họ tin rằng việc điều chuyển các đội hình và nhóm quân khác nhau của nước láng giềng là để chuẩn bị cho các chiến dịch tấn công tiếp theo. Trước những căng thẳng đang diễn ra ở Nam Caucasus, Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan cùng nhau kêu gọi Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan ngừng cố gắng lôi kéo Mỹ và Pháp vào các cuộc đàm phán và bắt đầu làm việc theo hình thức 3 cộng 3, bao gồm Nga, Iran, Armenia, Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan và Georgia. Cả hai nước này đều nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác khu vực và cho rằng việc bình thường hóa quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia nên tiến hành song song và đồng bộ với quá trình cải thiện quan hệ giữa Azerbaijan và Armenia. Điều đáng lưu ý đó là Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ có quan điểm chung về vấn đề này và việc giải quyết các vấn đề của khu vực chỉ có thể được thực hiện khi có sự hợp tác giữa các nước trong khu vực. Hiện tại thì tình hình trong vùng này là rất khó khăn. Vấn đề mấu chốt không phải là vị thế của Azerbaijan hay là Armenia mà là tình hình đang nóng lên bởi Cộng hòa Assad tự xưng. Bởi vì Azerbaijan trước đây đã nhấn mạnh rằng họ không có yêu sách nào chống lại Armenia. Phía Nga cũng đã đưa ra lời bình luận liên quan tới vấn đề Armenia. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nói về cuộc tập trận chung giữa nước này và Mỹ, nhấn mạnh rằng những rủi ro và hậu quả tiêu cực của sự hợp tác đối với khu vực Nam Caucasus. Trong bài phát biểu của mình thì ông Lavrov nói không có gì tốt đẹp khi một quốc gia NATO đang cố gắng để xâm nhập khu vực này. Theo ông, sự hợp tác của Armenia với Hoa Kỳ trong lĩnh vực quân sự có vẻ đặc biệt kỳ lạ. Và do đó, gần đây thì Geneva đã từ chối tham gia vào các cuộc tập trận trong khuôn khổ tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO do Nga dẫn đầu. Nam Caucasus có truyền thống là khu vực mà lợi ích của nhiều quốc gia gắn liền với nhau. Sự can thiệp của các lực lượng bên ngoài và công việc nội bộ trong khu vực có thể khiến cho tình hình sẽ xấu đi và làm gia tăng căng thẳng. Và từ quan điểm này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cảnh báo về mối đe dọa tiềm tàng trong sự hợp tác quân sự tích cực giữa Armenia với các thành viên NATO. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng cuộc đối đầu giữa Nga và NATO nếu như kết thúc ở một nơi nào đó thì đồng nghĩa là nó sẽ mở ra ở một khu vực khác. Cuộc đối đầu này là bất tận và đau thương sẽ chỉ dừng lại khi mà người ta phá hủy được cỗ máy vận hành chiến tranh. Cỗ máy được coi là công cụ cho những kẻ mang tư tưởng chủ nghĩa toàn cầu. Máy bay ngày tận thế xuất trận Quang Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua trên khắp các trang báo đã xuất hiện dày đặc những thành tích mà quân đội Ukraine giành được trên bộ và trên biển. Nhưng mà có vẻ người ta quên đi rằng đây chỉ là những chiến thắng nhỏ và nó vẫn chưa rõ ràng. Trong khi đó, khu vực Robotine đã khiến cho binh sĩ Ukraine dần tuyệt vọng và càng ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Moscow sẽ tung ra đòn dứt điểm để kết thúc chiến tranh nếu như Kiev khước từ đàm phán. Và những chủ đề này chắc chắn sẽ rất thú vị. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Ukraine chiếm giàn khoan dầu của Nga và phá hủy máy bay Su-30. Lực lượng vũ trang Ukraine đã giành lại được quyền kiểm soát các giếng dầu và khí đốt ngoài khơi bờ biển phía tây Bắc Crimea. Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine đã đưa ra tuyên bố này vào cuối ngày hôm qua. Những video trên các trang mạng xã hội cũng đã lan truyền thông tin này. Cơ quan tình báo Ukraine cho biết thêm rằng trong quá trình hoạt động thì lực lượng đặc biệt của họ đã thu được những chiến lợi phẩm có giá trị như là đạn cho trực thăng và hệ thống radar có thể theo dõi chuyển động của các tàu ở Biển Đen. Trong quá trình diễn ra cuộc tấn công này thì lực lượng đặc biệt Ukraine trên thuyền cao tốc cũng đã giao chiếm với máy bay chiến đấu Su-30 của Nga và kết quả là máy bay Nga đã bị trúng đạn và buộc phải rút lui. Giàn khoan tháp Boyko bị Ukraine chiếm giữ là giàn khoan khí đốt và dầu ngoài khơi bờ biển Crimea ở Biển Đen. Nga đã chiếm đóng chúng vào năm 2015 và đã sử dụng chúng cho mục đích quân sự. Đặc biệt, đây là nơi hạ cánh trực thăng và triển khai thiết bị radar hiện tại thì mục đích thực sự của việc đổ bộ lên giàn khoan này của ukraine vẫn chưa được xác định bởi vì về bản chất thì chúng không đóng bất kỳ một vai trò quan trọng nào người ta phán đoán rằng có thể là lực lượng vũ trang ukraine sẽ lắp đặt thiết bị theo dõi chạm radar và các hệ thống tác chiến điện tử của mình trên các công trình này về phía nga giới quân sự nước này tuyên bố rằng không có một sự hiện diện thường trực nào của lực lượng ukraine tại địa điểm đặt giàn khoan đồng thời từ video mà phía ukraine công bố chúng ta cũng có thể thấy kể từ lúc họ đổ bộ tấn công cho tới khi tiến vào bên trong giàn khoan thì camera không hề ghi lại được sự hiện diện và cảnh chống trả nào từ phía nga có nghĩa là dựa trên những chi tiết này thì chúng ta có thể kết luận cả ukraine và nga đều không có sự hiện diện thường xuyên trên giàn khoan này cho nên tuyên bố của tình báo ukraine ở thời điểm hiện tại vẫn chưa được giới truyền thông cả phương tây lẫn nga xác minh tính chính xác lực lượng vũ trang ukraine đang tiến hành một cuộc phản công mạnh mẽ Truyền thông Ukraine hôm nay đưa tin, lực lượng phòng vệ Ukraine đã giải phóng một phần ngôi làng Opitne nằm không xa Adipka của vùng Danes. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Ukraine cũng đã đạt được một số thành công gần Novomayovsky của vùng Danes. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cũng đã xác nhận thông tin này. Tuy nhiên, Vitali Barabas là người đứng đầu vùng Adipka do Ukraine chỉ định đã yêu cầu phải hết sức cẩn thận khi bình luận về bước tiến của Ukraine theo hướng Danes. Ông này cho biết Người của chúng tôi đã tiến vào Opinè nhưng khó có thể nói về bất kỳ một sự kiểm soát nào. Trong khi đó thì các kênh ủng hộ Ukraine lại lan truyền thông tin về việc Nga đã tháo chạy gần Opinè, sử dụng những tin nhắn mà họ cho là xuất phát từ phía Nga làm bằng chứng. Ngoài ra, phía Ukraine còn tuyên bố là Nga đã mất 30 người trong cuộc rút chạy này. Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều tin đó là sự thật. Tài khoản Twitter của nhà báo chuyên gia Ukraine Tim White đã viết và đăng tải video như sau. Có một câu chuyện đang lan truyền trên các kênh ủng hộ Ukraine mà tôi đang cố tranh né vì không thể chứng minh điều đó và nó có vẻ giống như là một tuyên truyền. Một số người hôm nay đã tuyên bố các kênh của Nga đã xác nhận hơn 30 binh sĩ của họ đã chết trong cuộc rút lui khỏi Opine. Nhưng mà hiện tại thì tôi vẫn đang nghi ngờ. Đáng nói là trong video của mình, ông ấy cho thấy được những màn giao tranh khốc liệt vẫn đang diễn ra. Như vậy thì vẫn chưa có một thông tin chính thức nào về thắng bại ở khu vực này. Và có vẻ như là tuyên bố của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine vẫn còn là quá sớm. Hiện tại thì các tuyên bố chiến thắng từ phía Ukraine đang chờ được xác minh. Nhưng mà ở chiều ngược lại, đã có những thông tin không mấy vui vẻ dành cho Kiev được truyền thông phương Tây New York Times đăng tải. <laughs> chiến thuật cù đấm sắt của người Nga hạ gục lính Ukraine Hôm nay trong một cuộc trò chuyện với The New York Times, quân đội Ukraine thừa nhận sự thất bại của cuộc phản công nhắm vào Kupyansk. Sức mạnh của quân Nga tại đây rất đáng gờm, đến mức bộ chỉ huy cấp cao của ukraine đã buộc phải triển khai những lính rủ giàu kinh nghiệm nhất của mình tới khu vực tuy nhiên họ cũng không thể tránh khỏi thất bại tờ báo này viết rằng chính người nga đang tiến lên và hình thành cái mà quân đội ukraine gọi là cú đấm sắt với hàng chục nghìn binh sĩ gần các thành phố kupians và kremeneya theo quân đội ukraine ở hướng này thì các đơn vị nga đang đạt được những thành công nhỏ về mặt chiến thuật trong khi các chiến binh của họ buộc phải rút lui đồng thời lực lượng nga vẫn chưa chọc thủng được tuyến phòng thủ của ukraine nhưng mà sau đó, phía Kiev cũng thừa nhận rằng không có khả năng là người Nga sẽ giảm bớt áp lực ở đây. Ngoài thông tin từ truyền thông Mỹ New York Times, thì cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter cũng cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Jetting Freedom rằng lực lượng vũ trang Ukraine càng ngày càng phải đối mặt với nhiều vấn đề ở tiền tuyến do thiếu thốn nhân lực. Ông ấy tin rằng người Ukraine càng ngày càng có ít khả năng duy trì được đường dây liên kết. Để làm được điều này thì họ cần những nhân viên quân sự được đào tạo và huấn luyện mà họ thì càng ngày càng thiếu những người như thế theo cựu sĩ quan tình báo thì quân đội nga đang lợi dụng điểm yếu này chuyên gia lưu ý rằng ukraine đã rơi vào bẫy họ cố gắng tiến gần đến các vị trí của người nga hơn cuộc phản công của ukraine chậm hơn nhiều so với kế hoạch bởi vì lực lượng vũ trang của nước này đang cạn kiệt quân số và trang thiết bị còn nói về tổn thất trang thiết bị thì ngày hôm qua trên mặt trận robotine nga đã phá hủy thêm hai xe chiến đấu bọc thép striker của ukraine theo thông tin từ các kênh thông tin độc lập thì hôm nay lực lượng của Nga đã thiết lập toàn quyền kiểm soát trên tuyến đường tiếp tế của Ukraine gần mặt trận Robotine Zaporozhye. Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Yuri Polodiakka, một tướng lĩnh Nga đã nói rằng trong vài tuần này, Ukraine đã cố gắng chia cắt Robotine và Vebove. Hôm qua, quân Nga đã tấn công từ cánh phải và chiếm được một số vị trí, đồng thời tiếp cận một phần tuyến liên lạc tiếp tế của nhóm này. Nếu như chúng ta tiếp tục, thì nhóm quân Ukraine đang lao tới Totsmart, sẽ bị cắt đứt khỏi hỗ trợ và có thể sẽ bị bao vây hoặc họ sẽ buộc phải quay trở lại vị trí ban đầu. Ông ấy cho biết thêm rằng câu chuyện cổ tích về một cuộc phản công nhanh chóng có thể dồn ép quân đội Nga về hướng biển Azov, phong tỏa và chiếm đóng Crimea vẫn là một câu chuyện hoang đường ngay từ những bước đầu tiên. Đến nay, họ thậm chí còn không thể xuyên thủng được tuyến phòng thủ đầu tiên của quân đội Nga và đang phải gánh chịu những tổn thất nặng nề. Nga tung vũ khí ngày tận thế trên không phận Nga, người ta đã quan sát thấy những hoạt động bất thường của máy bay chỉ huy và điều khiển trên không của Nga IL-80, hay còn được gọi là máy bay Apocalypse. Trong 3 ngày qua, chiếc máy bay này đã bay liên tục và đây là điểm báo cho những diễn biến mới trên mặt trận Ukraine sắp tới. Kênh Telegram Operational Line của Nga đã thông báo cho công chúng về điều này vào ngày 10 tháng 9. Ấn phẩm lưu ý rằng vào ngày 7 tháng 9 thì máy bay đã thực hiện chuyến bay từ Moscow tới Murmansk và ngược lại. Đến ngày 9 tháng 9 thì chiếc máy bay này lại cất cánh từ thủ đô Nga và hướng tới Vladivostok. Mặc dù trên thực tế thì các nhà chức trách Nga đã tiết lộ thông qua các nguồn tin giấu tên rằng IL-80 đang trải qua các cuộc thử nghiệm trong nhiều điều kiện và trên các đường bay khác nhau và có lẽ sẽ có một bản nâng cấp hệ thống định vị và các thiết bị đặc biệt được lắp đặt trên chiếc máy bay này. Nhưng mà bên cạnh đó, cũng tồn tại một luồng tin tức không chính thức cho rằng chiếc máy bay này đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công sắp xảy ra của Nga trên mặt trận Ukraine. Chúng tôi xin nhắc lại rằng Nga chỉ có 4 máy bay IL-80 và chúng được mệnh danh là những chiếc máy bay của ngày tận thế. Thiết bị này không chỉ có nhiệm vụ điều khiển quân đội trong khi xảy ra chiến tranh hạt nhân, mà còn có thể liên lạc với các tàu ngầm chạy năng lượng hạt nhân nằm sâu trong lòng đại dương. Cho nên, việc xuất hiện máy bay trong 3 ngày liên tiếp khiến cho người ta phải phán đoán về việc Nga đang chuẩn bị ít nhất 3 quân đoàn cùng với các đơn vị tình nguyện khác trong một cuộc tấn công lớn. Moscow tin rằng bây giờ đây là thời điểm thích hợp nhất để tung lực lượng mạnh ra mặt trận và họ có thể tiến tới vùng ngoại ô Kiev nhằm chấm dứt cuộc đổ máu vốn đã tàn phá cả Nga và Ukraine. Theo các nguồn tin từ truyền thông Nga, sau khi thành lập Tập đoàn Quân Vũ trang Tổng hợp số 25 dự bị ở Crimea, việc triển khai Quân đoàn Vũ trang Tổng hợp số 18 trên cơ sở Quân đoàn 22 trực thuộc hạm đội Biển Đen đã bắt đầu. Nga cũng đã quyết định gộp Quân đoàn 14 và 11 thuộc hạm đội phương Bắc và Baltic thành một tập đoàn quân riêng. Còn ở vùng Viễn Đông, trên cơ sở tiểu đoàn cận vệ 155 thuộc Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến Zhukov thuộc hạm đội Thái Bình Dương Vladivostok, Nga đã thành lập Sư đoàn 55 Thủy quân Lục chiến. Chính vì hàng loạt những động thái này cho nên là giới quan sát mới nhận định rằng một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào mặt trận Ukraine sắp xảy ra với mục đích là buộc Ukraine phải đầu hàng vô điều kiện và kết thúc chiến dịch dùng Ukraine làm bàn đạp để tấn công Nga của NATO. Tuy nhiên, một cựu nhân viên của CIA có tên là Andrew Bustamante, cho biết rằng Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng để đạt được một thỏa thuận với Nga. Cuối cùng thì ông ấy cũng phải nhận ra phương Tây đang hết kiên nhẫn với sự tiến bộ của Ukraine. Bustamante nói về điều này trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Stephen Gardner. Theo ông này, thì phương Tây coi Ukraine là quốc gia không đáng tin cậy và Kiev cần phải suy nghĩ cách để làm hòa với Nga. Ông ấy lưu ý rằng Ukraine không có đủ nguồn lực trong một cuộc xung đột kéo dài. Vậy thì, nếu như những nhận định của cựu nhân viên CIA là đúng, thì giải thích như thế nào về những động thái của Nga trong vài ngày qua? Có vẻ như là Zelensky không dễ dàng chấp nhận sự thật và ông ta sẽ lựa chọn đánh tới cùng. Suy đoán này giúp cho chúng ta hiểu được tại sao phía Nga lại kiên quyết ra đòn dứt điểm để kết thúc xung đột. Trước đây chúng ta đã nhiều lần nghe tới tuyên bố của Kiev về việc sẽ không bao giờ đàm phán với Tổng thống Nga Putin. Cho nên, Moscow sẽ chỉ còn một cách đó là đánh một trận quyết định buộc Kiev phải đầu hàng vô điều kiện. Và đây sẽ là một ván cờ được mất mà các nhà lãnh đạo Nga cần phải tính toán rất kỹ lưỡng. Vâng thưa quý vị, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm Việt Nam và kết quả của cuộc gặp đó là hai nước sẽ tiến đến nâng tầm hợp tác chiến lược toàn diện. Thì ngay sau đó là chuyến viếng thăm của nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong-un đến Nga để đàm phán với Tổng thống Nga Putin. Điều này đã thu hút được sự chú ý của thế giới bởi vì Triều Tiên có vị trí chiến lược quan trọng với Nga ở châu Á mà chính sách xoay trục châu Á lại đang là điều mà Nga cần phải ưu tiên. Triều Tiên trong bàn cờ địa chính trị châu Á của Nga Sáng ngày 12 tháng 9, truyền thông Nga đã lần lượt đưa tin về chuyến viếng thăm của lãnh đạo tối cao Triều Tiên tới Nga. Đích thân Tổng thống Nga Putin đã tiếp đón ông Kim ở vùng Vladivostok thuộc Viễn Đông Nga. Hiện tại, Triều Tiên và Nga đang ở trong tình thế khá khó khăn, nhưng mà đồng thời cũng trong tình thế đầy hứa hẹn và thú vị. Một mặt thì Bình Nhưỡng đã trở thành chủ thể tích cực và công khai ủng hộ hành động của Moscow trên lãnh thổ Ukraine. Đây là một yếu tố quan trọng trong khuôn khổ đối thoại song phương, mang lại tiềm năng to lớn cho mối quan hệ của Nga và Triều Tiên. Nhưng, Nga từ lâu cũng đã ủng hộ các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên. Điều này đã phủ một bóng đen lên khả năng phát triển hợp tác. Ví dụ, khi thương mại gia tăng thì những khó khăn pháp lý nghiêm trọng có thể nảy sinh. Nó cũng đã giải thích cho những khó khăn gặp phải để có được những kết quả cụ thể trong các khuôn khổ cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Triều Tiên. Hàn quý vị còn nhớ, chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông Sergei Shoigu đã kết thúc mà không ký kết được bất kỳ một văn bản hay là thông báo công khai bất kỳ một thỏa thuận nào. Nhưng mà việc các nhà lãnh đạo của hai nước càng ngày càng đối thoại trực tiếp nhiều hơn đã là bước đột phá quan trọng. Điều này có nghĩa là giữa họ có những thỏa thuận ngầm không được công bố. Việc tăng cường quan hệ với Triều Tiên sẽ giúp hình thành tam giác Moscow, Bắc Kinh, Bình Nhưỡng. Và đây là một phản ứng đối trọng trước sự phát triển của tam giác quyền lực Washington, Tokyo, Seoul. Sự cạnh tranh giữa các cường quốc trong khu vực châu Á đang dần gia tăng. Và về mặt này thì giá trị của một đồng minh có thể sẵn sàng chiến đấu trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ ngày một quan trọng. Tất nhiên, Mỹ không ưa thích gì việc Nga nối lại quan hệ với Triều Tiên. Và rất có thể, Mỹ cùng với các quốc gia phương Tây sẽ gia tăng áp lực trừng phạt lên cả hai đất nước nhưng mà trừng phạt bây giờ thì chẳng khiến cho hai quốc gia này có thể chia tách nhau, bởi vì họ đã nếm quá đủ trừng phạt và cuối cùng thì hai từ trừng phạt đã không còn đủ sức gian đe. Cho nên sẽ chẳng có gì để ngăn cản Nga và Triều hợp tác toàn diện cả. Thế nhưng có một vấn đề, đó là việc Moscow thân mật với Triều Tiên sẽ tạo ra nguy cơ làm xấu đi cuộc đối thoại với Seoul. Mà đứng sau Seoul thì là Hoa Kỳ, tức là Nga sẽ phải đối đầu với cả Hàn Quốc. Điều này sẽ làm phức tạp thêm mối quan hệ ở khu vực. Bởi vậy, mà mối quan hệ nga triều rất khó có thể công khai và nga sẽ luôn phải cân nhắc đến hàn quốc trong mối quan hệ tây ba này và thưa quý vị nếu chúng ta nhìn tổng thể bàn cờ địa chính trị châu á chúng ta sẽ thấy rằng khi nga lựa chọn xoay trục từ châu âu sang châu á thì mỹ cũng lập tức làm điều tương tự và kết quả là bàn cờ địa chính trị châu á một lần nữa lại đang phân cực liệu những diễn biến tiếp theo của thế cục này sẽ là gì chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi trong tương lai đức bí mật mua dầu nga Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về những diễn biến mới nhất trên chiến trường, đồng thời những kế hoạch sắp tới mà Moscow đang ấp ủ cũng sẽ được mổ xẻ. Trong bối cảnh đó thì NATO đang chuẩn bị cho một cuộc tập trận quy mô lớn nhất lịch sử để chống lại liên minh phương Đông do Nga dẫn đầu. Sự kiện này có gì đặc biệt? Tất cả sẽ có trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Nga làm Ukraine mừng hụt. Nếu như ngày hôm qua Bộ Quốc phòng Ukraine còn nói rằng lực lượng phòng vệ Ukraine đã giải phóng một phần ngôi làng Opitne nằm không xa Adipka của vùng Donetsk, thì đến cuối ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video về khu định cư Opitne. Video cung cấp các thông tin rằng các đơn vị tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine đang phải chịu tổn thất nặng nề. Bất chấp các tuyên bố chiến thắng trước đó của họ, Kiev đã không thể tiến lên và giành được chỗ đứng ở vùng Opitne. Đến đêm ngày hôm qua, Ngôi làng Opitne đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Tất cả các cuộc tấn công của Ukraine đều đã bị đẩy lùi. Các phóng viên chiến trường Nga vào đêm qua cũng đã ghi lại được cảnh tượng pháo binh, tên lửa chống tăng và các loại vũ khí khác của Nga đã tiêu diệt nhiều lực lượng Ukraine trên mặt trận Robotine Vebovo thuộc khu vực Zaporozhye. Dường như là các chỉ huy Ukraine đang cố tình ném toàn bộ đại đội của mình vào cuộc tàn sát. Hàng loạt binh sĩ và thiết bị Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Trong đoạn video, chúng ta có thể nhìn thấy bộ binh xung kích, các xe chiến đấu của NATO cùng với tổ lái và đạn dược đã bị tiêu diệt. Các binh lính Ukraine sau khi chứng kiến hỏa lực của Nga đã buộc phải rút lui. Cuộc tranh giành đẫm máu của Ukraine Như chúng ta đã biết, cuộc phản công kéo dài nhiều tháng của Ukraine đã trở thành những trận chiến đẫm máu. Thế chủ động trên chiến trường liên tục chuyển hướng từ bên này sang bên kia, và cả hai bên đều chịu tổn thất nặng nề về nhân lực và trang thiết bị quân sự. Tuy nhiên, vẫn chưa có một chiến thắng chiến lược nào trên các mặt trận. Chính quyền Kiev tiếp tục đảm bảo với người dân Ukraine và những người nộp thuế phương Tây rằng cuộc phản công của họ đang tiến triển theo đúng kế hoạch và quân đội Ukraine sẽ tiếp tục các cuộc tấn công bất chấp những cơn mưa sắp tới. Tất nhiên, thời tiết xấu chắc chắn sẽ làm phức tạp mọi hoạt động quân sự và đây cũng không phải là vấn đề duy nhất mà quân đội Ukraine sẽ phải đối mặt. Cho dù đã triển khai được lực lượng dự bị chiến lược cũng như là các trang thiết bị đắt tiền của phương Tây, nhưng mà những gì họ thu về chỉ là các tổn thất nghiêm trọng và không có kết quả đáng kể nào. Cùng với đó, tinh thần của các binh sĩ mới nhập ngũ đang xuống thấp, họ thiếu kinh nghiệm và không được huấn luyện đầy đủ. Tất cả những điều này gây ra nguy hiểm cho các kế hoạch của Kiev. Về phía Nga, những chiến tích của họ trong những ngày qua vẫn chưa dừng lại. Tại khu vực lâm nghiệp Prijutne và Vripnopil, các máy bay không người lái của trung đoàn súng trường cơ giới số 143 thuộc sư đoàn 127 đã phá hủy súng cối của lực lượng vũ trang Ukraina. Còn ở phía Nam, các đơn vị Ukraine tiếp tục nỗ lực giành chỗ đứng ở vùng ngoại ô Novomayorsk và Novodonetsk. Nhưng mà quân Nga đã tiến hành phản công và gần đây đã giành lại được quyền kiểm soát một số vị trí. Lính biệt kích Nga cũng đã phản công ở sườn phía Tây của làng Prizutne. Theo thông tin, thì họ đã đẩy lùi các đơn vị Ukraine ra khỏi Bim -Grusia. Giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra cách ngôi làng này vài km về phía Bắc, làm phức tạp thêm cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực Velikaya, Novoselivka. Cuộc tiến công của Ukraine cũng đã bị chặn đứng ở phía nam Orykhiv. Lữ đoàn Jaeger số 71 của Ukraine vừa tham chiến tại đây kể từ hôm qua đã phải chịu tổn thất rất lớn và hiện đang phải cố gắng tạo ra một lỗ hổng trong hàng phòng ngự để tiếp cận được Novo Prokopovka. Trong khi đó, một phần ngôi làng Robotine thì vẫn nằm trong vùng xám. Các đơn vị Ukraine vẫn đang cố gắng để giành được chỗ đứng ở vùng ngoại ô phía nam khu vực này, nhưng mà vấp phải hỏa lực dày đặc của pháo binh và máy bay Nga. Mặc dù vậy, các nguồn tin của Ukraine cũng đã nói về tổn thất nặng nề của phía Nga trong khu vực. Các nỗ lực xuyên thủng hàng phòng thủ của Nga về phía đông Robotine vẫn chưa có kết quả. Vào sáng ngày 11 tháng 9, ba chiếc Bradley của Mỹ đã bị tiêu diệt trong khu vực. Trong một cuộc tấn công thất bại khác dẫn đến việc chiến binh Ukraine bị thương bị bỏ lại trên chiến trường và một số khác thì bị bắt. Còn tại vùng Klipchipka phía nam Bắc Mút, những trận chiến khốc liệt đang diễn ra. Bởi vì quân đội Ukraine thương vong nặng nề, cho nên chính quyền đã phải huy động tới cả cảnh sát để tham gia giao tranh. Tuy nhiên, lực lượng này chưa được qua đào tạo bài bản, cho nên các cuộc chiến đô thị làm họ gánh chịu thương vong rất lớn. Lực lượng Ukraine cũng đã nối lại các hoạt động tấn công tích cực ở vùng Andrivka. Quân đội Nga gần đây đã buộc phải rời bỏ một số vị trí gần đường sắt, nhưng mà họ vẫn tiếp tục duy trì tấn công. Trong bối cảnh này, thì hôm nay ngày 13 tháng 9, truyền thông xét đưa tin rằng quân đội Nga đã tấn công vào sở chỉ huy cấp cao của Ukraine bằng tên lửa hành trình Iskander. Có vẻ như là người Nga đang tấn công mang tính toàn diện hơn, cả trên mặt trận lẫn cơ quan đầu não chỉ huy ở hậu phương. Nhưng mà đó chưa phải là tất cả. Giới quan sát đang sâu chuỗi các sự kiện và phán đoán rằng có vẻ như là người Nga đang chuẩn bị để đổ bộ vào Odessa. Ông Putin tuyên bố Ukraine tổn thất 71.000 quân Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông diễn ra ngày hôm qua, Tổng thống Nga Putin đã công bố tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine Ban đầu, Tổng thống Nga đánh giá rằng phương Tây đang cố gắng để kiềm chế sự phát triển của Trung Quốc, nhưng đã quá muộn. Các trung tâm quyền lực mới sẽ phát triển, và điều này ám chỉ đến cả liên minh quân sự và kinh tế giữa Bắc Kinh và Moscow. Sau đó, ông ấy tuyên bố rằng Ukraine đã mất 543 xe tăng, 18.000 xe bọc thép trong cuộc phản công, cùng với 71.500 binh sĩ. Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng Kiev đang ném các máy bay chiến đấu cũng như là binh lực của mình vào một cuộc phản công theo cách khiến cho người ta có ấn tượng rằng các chiến binh này không phải là công dân của Ukraine. Việc chuyển giao F-16 cho Ukraine sẽ không ảnh hưởng đến cuộc chiến dưới bất kỳ một hình thức nào. Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng các cơ quan tình báo của Anh đang hành động theo lệnh của Hoa Kỳ và nhà lãnh đạo của tình báo Anh biết rằng ông ấy đang nói sự thật. Những tuyên bố của ông Putin tiết lộ một cách khéo léo rằng Moscow cũng như là phương Tây đã coi cuộc phản công của Ukraine là thất bại và giờ là lúc mà người Nga phản công để đưa các bên vào bàn đàm phán với các điều khoản do Moscow đặt ra. Và để làm được những điều đó, Moscow đang chuẩn bị đổ bộ vào Odessa nhằm gây sức ép cho Kiev. Theo thông tin từ truyền thông Nga thì ông Zelensky đã buộc phải ra lệnh chuyển một phần quân từ phía tây Ukraine tới Odessa để bảo vệ thành phố này. Cụ thể, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã triển khai 50.000 quân dự bị ở các khu vực phía tây Ukraine. Tờ Kây Politica đã dẫn lời của cựu phó đô đốc kiêm chuyên gia quân sự Nga Vasily Dadukin đưa ra đánh giá rằng hạm đội biển đen của Nga có thể đang chuẩn bị để tấn công thành phố cảng Ukraine. Vị chuyên gia này nói, nếu như chúng ta nói về việc Ukraine quyết định chuyển các đơn vị đến Odessa, thì tôi nghĩ nỗi sợ hãi của Zelensky có liên quan đến việc Nga đã tấn công các cảng biển đen và sông Donbass cũng như các cơ sở quân sự tại nơi đây. Tại Kelly, Kiliza và Izmail, các kho chứa nhiên liệu, dầu, đạn dược và vũ khí đã ngừng hoạt động. Vì vậy, lãnh đạo Kiev hiện đã quyết định điều động các đơn vị đóng quân ở Tây Ukraine tới bảo vệ Odessa. Thêm vào đó, họ không chỉ chuyển quân đến Odessa, mà còn đến một số khu vực khác nơi mà quân đội của họ đang gặp phải những vấn đề rất lớn, ví dụ như là gần Kupiansk. Đánh giá về những gì mà Ukraine đã làm gần đây liên quan đến việc tăng cường lực lượng tại Odessa, có thể nhận định rằng họ đã xây dựng một hệ thống phòng thủ chống hạm dọc theo bờ biển. Đương nhiên, kể từ khi mà cuộc chiến bắt đầu thì phía Ukraine cũng đã phong tỏa các bờ biển của mình bằng các loại mìn cũ do Liên Xô chế tạo. Họ hy vọng rằng chúng có thể ngăn cản kế hoạch đổ bộ của người Nga. Tuy nhiên, trên thực tế thì một số tàu của chính họ đã bị phá hủy vì những quả bom đã cũ này đứt neo và trôi giạt về phía eo biển Propos. Về phía Nga thì tôi cho rằng hạm đội Biển Đen đã sẵn sàng để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và họ cũng đang chuẩn bị lực lượng thủy quân lục chiến cho các cuộc tấn công vào đất liền từ bờ biển. Trong khi đó, tên lửa hành trình tầm xa Kalip vẫn đang tiếp tục oanh tạc khu vực này. Ngoài ra, máy bay chiến đấu của Hải quân Nga liên tục săn lùng và tiêu diệt các đội tàu phá hoại của Ukraine. Tất cả những điều này đã gây ra lo ngại ở Kiev và phương Tây. Cho nên, máy bay và UAV của NATO đã liên tục bay trên biển đen. Ngoài ra, không chỉ có đường biển là lựa chọn duy nhất để tấn công Odessa. Người Nga có thể thực hiện việc tái chiếm Nikolaev rồi sử dụng nó như là một bàn đạp để tiến tới Odessa. Để ngăn chặn phương án này thì người Ukraine đã phải cố gắng làm mọi cách để đẩy lùi quân Nga khỏi mũi Kimburn, speed bởi vì họ hiểu rằng từ đây dọc theo cửa sông Dnipro, Nga có thể tiếp cận Nikolaev một cách dễ dàng. Về tiềm lực quân sự dành cho việc đổ bộ vào Odessa, nhóm tàu đổ bộ của Nga trên biển đen hiện tại bao gồm tàu đổ bộ Kaliningrad và Korolev của hạm đội Baltic. Cùng với đó là tàu Alexander Ostrakovsky và Kontopoga của hạm đội phương Bắc. Ngoài ra, theo thông báo chính thức thì hạm đội Biển Đen còn sở hữu đội tàu đổ bộ 197, có khả năng chuyên chở 140 xe tăng và hơn 4.000 lính thủy đánh bộ. Việc chiếm được Odessa mang lại cho Nga hai lợi ích cùng một lúc. Đầu tiên đó là giúp cho họ kết nối với vùng Transnistria và thứ hai là phong tỏa khu vực phía tây từ Odessa đến Izmail. Như vậy thì Nga sẽ cắt đứt lối ra của Ukraine tới Biển Đen ở mức triệt đề nhất. Tất nhiên là điều này rất khó khăn. Chúng ta cần phải lưu ý rằng việc một cuộc đổ bộ như vậy chỉ có thể thành công nếu như Nga đạt được ưu thế trên không ngay từ đầu. Đồng thời, họ có thể cô lập được hỏa lực không quân và hải quân của đối phương. Đức bí mật tăng nhập khẩu dầu Nga gấp 12 lần Năm nay, Đức đã tăng nhập khẩu dầu của Nga gấp 12 lần, nhưng không trực tiếp mà là thông qua Ấn Độ. Truyền thông Đức Spiger đã báo cáo điều này dựa trên dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Liên bang Đức. Tờ báo viết rằng, dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Liên bang cho thấy Đức tiếp tục nhập khẩu khối lượng lớn dầu của Nga thông qua Ấn Độ. Nhập khẩu các sản phẩm xăng dầu từ Ấn Độ đã tăng gấp 12 lần trong 7 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Ấn Độ mua một khối lượng dầu lớn từ Nga. Nói một cách dễ hiểu thì người Đức không nhập trực tiếp dầu giá rẻ từ Nga mà lại đi theo một đường vòng, thông qua Ấn Độ và tất nhiên là giá cả sẽ cao hơn rất nhiều. Người Việt chúng ta vẫn có câu nói rất đúng với trường hợp này đó là đường quang không đi mà đâm quảng vào bụi rậm. Tập trận trước cửa nhà Nga NATO đang chuẩn bị tổ chức một cuộc tập trận quân sự lớn nhất kể từ thời chiến tranh lạnh. 41.000 binh sĩ sẽ tham gia cuộc tập trận có tên là Người bảo vệ kiên định. Các quan chức NATO cho biết Cuộc tập trận này sẽ bắt đầu vào mùa xuân năm sau và dự kiến sẽ bao gồm từ 500 cho đến 700 nhiệm vụ không chiến, hơn 50 tàu tham gia. Nó sẽ được thiết kế mô phỏng các tình huống thực tế có thể xảy ra để chống lại kẻ thù do Liên minh phương Đông do Nga dẫn đầu. Cuộc tập trận này sẽ có sự tham gia của các công nghệ tiên tiến nhất, áp dụng các dữ liệu địa lý thực địa để tạo ra các kịch bản sát với tình hình thực tế. Sự kiện này sẽ được diễn ra ở Đức, Ba Lan và các nước vùng Baltic vào tháng 2 và tháng 3 năm 2024. Đây là một phần trong chiến lược diễn tập mới của liên minh. NATO dự định rằng họ sẽ tổ chức hai cuộc tập trận lớn mỗi năm trong các năm tiếp theo và NATO cũng sẽ cung cấp chương trình đào tạo chống lại các mối đe dọa khủng bố từ bên ngoài biên giới của mình. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết vào tháng 6 năm ngoái rằng liên minh này sẽ tăng số lượng binh sĩ thường trực từ 40.000 lên hơn 300.000 người. Quyết định này mang tính lịch sử bởi vì nó sẽ tăng cường đáng kể khả năng quân sự của liên minh. Trước đây, NATO chỉ duy trì các đơn vị nhẹ và nhanh nhẹn nhưng mà giờ đây họ sẽ có các lực lượng hàng trăm nghìn người sẵn sàng chiến đấu. Sau thông báo trên, thì các nhà lãnh đạo NATO đã đồng ý tại cuộc họp ở Vilnius, Lithuania vào tháng 7 để thực hiện các kế hoạch phòng thủ mới. Đồng thời, họ quyết định thành lập lực lượng phản ứng của đồng minh, tức là một lực lượng đa quốc gia có thể ứng phó nhanh chóng với các mối đe dọa. Yếu tố quyết định trong những động thái trên đó là tình hình nguy cấp ở mặt trận phía đông của Liên minh, tức là khu vực giáp Belarus, Ukraine và Nga. Đặc biệt là sau khi quyết định của Nga chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Belarus đã khiến cho Liên minh phương Tây phải lung lay. Trong bối cảnh này, thì Nga tiếp tục vận chuyển đến Belarus các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật. Theo nguồn tin của Belarus, vào cuối tháng 8 đầu tháng 9 năm 2023, Belarus đã nhận được lô linh kiện mới của vũ khí hạt nhân chiến thuật này. Để đảm bảo tính toàn vẹn và bí mật, các thành phần của vũ khí hạt nhân chiến thuật được vận chuyển theo từng lô nhỏ, gồm 3 đến 6 tòa tàu. Kể từ khi bắt đầu quá trình này thì đã có 5 chuyến tàu được ghi nhận. Trong đó có 4 trường hợp diễn ra trong tháng 9 Chưa dừng lại ở đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bài phát biểu tại EEF cho biết rằng Nga đang phát triển vũ khí dựa trên các nguyên tắc vật lý mới Ông ấy nhấn mạnh rằng nếu nhìn vào lĩnh vực an ninh, vũ khí dựa trên định luật vật lý mới có thể đảm bảo an ninh cho mọi quốc gia trong thời kỳ lịch sử mới Việc phát triển vũ khí dựa trên các nguyên tắc vật lý mới liên quan đến việc sử dụng các công nghệ đột phá, kỹ thuật mang tính cách mạng và nói chung là những thứ mà ngành công nghiệp quốc phòng lần đầu tiên đưa vào áp dụng. Những vũ khí như vậy có thể là hệ thống laser, hệ thống siêu âm, vũ khí tần số vô tuyến và nhiều sản phẩm khác. Nhiều sản phẩm trong số đó chúng ta thậm chí còn chưa thể tưởng tượng ra. Tại diễn đàn này, tổng thống Nga Putin cũng đã nói về mối quan hệ chặt chẽ giữa Moscow và Bắc Kinh. Điều này khiến cho chúng ta phải suy đoán rằng giữa hai nước sẽ có sự hợp tác đáng kể trong lĩnh vực quốc phòng trong tương lai. Chắc chắn rằng sự hợp tác này sẽ tạo ra sức cạnh tranh và thậm chí có thể chạy đua vũ trang, thách thức vị trí thống trị của NATO. Và vẫn còn một vấn đề nữa chúng ta không thể bỏ qua, đó là trong khi phương Tây đang có ý định kéo dài cuộc chiến ở Ukraine khi tiếp tục viện trợ và giật dây cho Kiev lao vào trận chiến này, thì chuyến thăm của nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong-un sẽ mang lại cho Nga nhiều điều hữu ích. Nhiều chuyên gia có xu hướng tin rằng chủ đề chính giữa các cuộc đàm phán này là sự đóng góp của Triều Tiên vào cuộc chiến của Nga chống lại NATO ở Ukraina. Nó có thể rất đa dạng. Các chuyên gia Triều Tiên có thể sản xuất hệ thống tên lửa phóng loạt và hệ thống tên lửa tác chiến chiến thuật tương tự của Liên Xô. Ngoài ra, kho vũ khí của Triều Tiên đang dự trữ một lượng lớn đạn cỡ nòng 100 đến 152 ly. Loại đạn này đang được sử dụng trên mặt trận. Hơn nữa, Triều Tiên thấy rằng NATO đang gây ra mối đe dọa tiềm tàng với an ninh của họ. Cho nên việc quân đội nước này có thể tập huấn thực chiến ở Ukraine là một cơ hội tốt để chuẩn bị cho một cuộc chiến có thể có với NATO trong tương lai. Bình Nhưỡng có thể mong muốn rằng Moscow không chỉ hợp tác về kỹ thuật quân sự mà còn là cả hợp tác về kinh tế và chính trị. Đồng thời, Bình Nhưỡng có thể mong đợi từ Moscow không chỉ là hợp tác về kỹ thuật quân sự mà còn là cả hợp tác về kinh tế và chính trị, chủ yếu là cung cấp thực phẩm cũng như là hợp tác trong việc khai thác mỏ và các lĩnh vực công nghiệp khác Triều Tiên có dự trữ lớn về đá vôi để sản xuất xi măng, nhưng mà lại không có công nghệ và nhân sự được đào tạo để khai thác chúng. Trong khi, Nga lại rất cần những thứ này để xây dựng vùng viễn đông. Quan trọng nhất đó là Triều Tiên sở hữu tài nguyên đất hiếm trị giá 2.000 tỷ USD. Nga thì lại không có đủ thứ này, cho nên họ càng cần phải hợp tác với Triều Tiên. Nhưng mà tại sao Bình Nhưỡng lại không lựa chọn hợp tác với Bắc Kinh? Chẳng phải là Trung Quốc có thể đáp ứng được mọi thứ mà Triều Tiên cần hay sao? Tất nhiên là như vậy nhưng mà Trung Quốc lại có đường biên giới trực tiếp với Triều Tiên. Cho nên, họ luôn cảnh giác vào sự phụ thuộc quá mức đối với Trung Quốc. Họ cũng muốn đa dạng hóa mối quan hệ đối ngoại. Và với những gạch đầu dòng đó thì Nga sẽ là ứng cử viên duy nhất ở đây, bởi vì Moscow và Bình Nhưỡng được kết nối bởi lịch sử lâu dài, có sự tin tưởng lẫn nhau. Và điều quan trọng hơn cả là Nga không có biên giới với Triều Tiên, đồng thời không có mối đe dọa an ninh đối với Bình Nhưỡng. Thật ra, quan hệ đối tác với Bắc Kinh luôn khiến cho các quốc gia láng giềng ở khu vực phải vô cùng thận trọng. Điều này cũng là dễ hiểu đối với Triều Tiên. Trong bàn cờ địa chính trị, việc Triều Tiên mở cửa cho hợp tác với Nga sẽ giúp Nga có vị thế vững chắc ở khu vực này. Mối quan hệ càng sâu sắc bao nhiêu thì Nga càng có khả năng đối phó với Trung Quốc nhiều bấy nhiêu. Mặc dù vậy thì Triều Tiên vẫn đang phụ thuộc rất chặt chẽ vào Trung Quốc. Liệu Trung Quốc có đe dọa Triều Tiên hay không? Có lẽ thời điểm hiện tại thì không, nhưng mà Bắc Kinh sẽ đưa ra một số yêu cầu ràng buộc đối với Moscow trong việc hợp tác với Bình Nhưỡng. Chẳng hạn như là hàng hóa từ Nga xuất sang Triều Tiên phải có cả hàng sản xuất tại Trung Quốc, nhưng dưới cái mác là Make in Russia. Đối với Nga mà nói thì điều này là không vấn đề gì, bởi vì Nga chỉ cần thò chân vào Triều Tiên và tạo được chỗ đứng vững chắc ở đây, họ sẽ sẵn sàng thỏa hiệp. Dấu tay của Mỹ trong vụ tấn công Sevastopol Quang Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay sẽ là một ngày có nhiều tin tức mới liên quan tới vụ tấn công tại cảng Sevastopol. Và không để quý vị chờ đợi lâu, ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết căng thẳng ở Sevastopol. Tính đến sáng ngày hôm qua, thì hai tàu chiến của Hải quân Nga ở ụ tàu khô gồm một tàu đổ bộ cỡ lớn Minsk và một tàu ngầm lớp Vasavianka, đã bị hư hại trong một cuộc tấn công tên lửa của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga sau đó cũng đã xác nhận thông tin này và cho biết thêm rằng hai tàu này đang trong quá trình sửa chữa thì bị tên lửa Ukraine bắn trúng và hư hỏng. Cho đến hôm nay, thì thông tin chính xác về tình trạng của các con tàu này cũng như là mức độ thiệt hại vẫn chưa được tiết lộ chi tiết. Theo các chuyên gia, thiệt hại có thể nghiêm trọng do quy mô của cuộc tấn công và tại thời điểm bị không kích thì có nhiều mục tiêu cùng xuất hiện tại nhà máy này. Tàu đổ bộ cơ lớn Minsk là một trong những con tàu quân sự chủ chốt của hạm đội Biển Đen. Nó được thiết kế để vận chuyển quân đội và các trang thiết bị. Con tàu ngầm chạy dầu Rostov on Don thuộc lớp Vasavianka cũng là một trong những tàu ngầm hiện đại nhất của hải quân Nga, được trang bị tên lửa hành trình Kalib, có khả năng tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển ở khoảng cách xa. Nhưng mà đến nay, chúng đã bị thiệt hại nghiêm trọng. Cuộc tấn công của Ukraine đã sử dụng 10 tên lửa hành trình và 3 máy bay không người lái cùng một lúc. Đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất trong toàn cuộc xung đột mà họ từng thực hiện. Có khả năng rằng tên lửa hành trình của tổ hợp Neptune cũng đã được sử dụng trong cuộc tấn công này. Vụ tấn công này còn dẫn tới thường vong, cụ thể là 2 người chết và 26 người bị thương. Họ đều là công nhân của xưởng đóng tàu. Các báo cáo cũng cho biết thêm rằng các cuộc tấn công của Ukraine trong những tuần gần đây đã làm suy giảm nghiêm trọng khả năng phòng không của lực lượng Nga trên bán đảo Crimea. Vài giờ sau cuộc tấn công tên lửa này thì lực lượng vũ trang Nga còn cho biết thêm, họ đã phá hủy 3 xuồng không người lái của đối phương ở biển Đen. Đến thời điểm ghi hình thì hãng tin RIA trích dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã có thêm một âm mưu tấn công nữa bị chặn đứng. Cụ thể là vào khoảng 5 giờ ngày 14 tháng 9 thì lực lượng vũ trang Ukraina cố gắng tấn công tàu tuần tra Sakay Kotop của hạm đội Biển Đen bằng 5 xuồng không người lái và phía Nga đã phá hủy những mục tiêu này. Đêm ngày 13 dạng sáng ngày 14 tháng 9, bộ quốc phòng nga cho biết trong vòng 4 giờ thì một số lượng lớn máy bay không người lái của ukraine đã bị bắn hạ tại khu vực Bryansk và Belgorod. Trong đó tại quận Valuysky, hệ thống phòng không đã bắn hạ một mục tiêu không có thương vong hay là thiệt hại nào được ghi nhận. Còn tại Bryansk, vào lúc 10 giờ đêm, 2 UAV đã bị bắn hạ. Đến 12 giờ đêm thì họ còn tiếp tục bắn hạ thêm 2 UAV nữa. Tại Moscow. Trong vòng 15 phút thì lực lượng phòng không của khu vực này đã bắn hạ 2 UAV. Mỹ hậu thuẫn trong cuộc tấn công Sevastopol Đáng chú ý nhất trong vụ tấn công vào Sevastopol đó là sự xuất hiện của các thiết bị không quân Hoa Kỳ bay trong khu vực. Trong đêm ngày 13 tháng 9, thì quân đội Nga cũng đồng thời tấn công vào các cảng Izmail và Reni của Ukraine trên sông Danube. Sau đó, họ phát hiện ra dữ liệu cho thấy các máy bay do thám Bombardier Challenger 650 Artemis của NATO đang làm nhiệm vụ do thám sâu ở biển Đen. Máy bay này bay vòng qua Romania trong suốt khoảng thời gian diễn ra vụ tấn công ở phía nam Crum. Cùng thời điểm đó, một máy bay không người lái trinh sát tầm cao RQ-4 của Global Hawk của Không quân Hoa Kỳ cũng được phát hiện cất cánh từ căn cứ Không quân Sigonella ở Ý và đã bay tới vùng biển phía nam biển Đen để thu thập dữ liệu. Trước đó vào hồi đầu tháng này thì một máy bay chỉ huy mục tiêu và điều khiển chiến đấu E-8C JSTAR cũng đã được phát hiện ở hướng Kaliningrad. Những dấu vết bất thường của máy bay do thám NATO diễn ra trong bối cảnh, gần đây thì quân đội Nga đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công lớn nhắm vào các cảng sông Danube. Qua đó, họ không chỉ khiến cho dòng chảy ngũ cốc mà còn cả thiết bị quân sự của NATO viện trợ cho Kiev luôn bị đặt vào tầm nguy hiểm. Nếu như cường độ các cuộc tấn công của Nga và các cảng của Ukraine trên sông Danube vẫn được duy trì như vậy, thì chế độ Kiev sẽ mất đi cơ hội xuất khẩu ngũ cốc và các hàng hóa khác cho đến đầu tháng 10. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà Ukraine buộc phải tấn công Sevastopol vào ngày hôm qua. Với việc NATO và Mỹ hậu thuẫn cho Kiev trong các vụ tấn công vào Crimea và Nga đang muốn phá hủy các cảng cuối cùng của Ukraine, điều này khiến cho Biển Đen tiếp tục trở thành tâm điểm căng thẳng. Đặc biệt là khi mà Kiev muốn ngăn chặn các cuộc phản công dự kiến của Nga theo hướng này, họ sẽ còn sử dụng tên lửa tầm xa và xuồng cảm tử để thực hiện các phi vụ tấn công tàu chiến của Nga. Trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra ở Biển Đen, Người ta lại chú ý đến một thông tin khác đến từ cuộc gặp gỡ thành công giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Triều Tiên. Giới quan sát và các chuyên gia quân sự tin rằng, với mối quan hệ liên minh hiện có, công chúng có thể sớm chứng kiến việc binh lính Triều Tiên tham chiến trong khu vực Odessa. Sự tham gia của một thế lực khác vào giao tranh trong khu vực này có thể khiến cho NATO nổi giận, nhưng mà thực tế là chính họ cũng đã nhúng tay quá sâu vào các phi vụ tại đây. Họ đã cung cấp các máy bay trinh sát rồi còn hỗ trợ oanh tạc vào các mục tiêu quan trọng của Nga. Điều này tiếp tục làm gia tăng căng thẳng trên biển Đen và nơi đây rất có thể sẽ trở thành một đấu trường cho cuộc xung đột trực diện giữa Nga và NATO. Hoạt động Starlink bất thường được nhận thấy trong cuộc tấn công vào Crimea. Vào đêm ngày xảy vào đêm xảy ra cuộc tấn công tên lửa vào Sevastopol, hoạt động của mạng Starlink đã được ghi nhận. Công suất tín hiệu do hàng trăm trạm thu phát trên vệ tinh này truyền đi đã giảm xuống mức không. Điều này đặt ra câu hỏi về khả năng một phần mạng lưới vệ tinh đã ngừng hoạt động tạm thời trên khu vực Biển Đen. Các nhà phân tích tin rằng Elon Musk có thể buộc phải đưa ra quyết định tạm thời ngừng hoạt động một phần Starlink trong khu vực này để tránh các dịch vụ thương mại của mạng lưới ảnh hưởng tới các hành động quân sự do Kiev thực hiện. Tuy nhiên, cũng có thông tin cho biết rằng Musk đã chuyển giao và bán quyền kiểm soát một số vệ tinh cho Lầu Năm Góc. Internet vệ tinh Starlink đã trở thành một phần quan trọng trong truyền thông toàn cầu và đã nhanh chóng được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả dân sự và quân sự. Nhưng, những sự kiện gần đây liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine đã khiến áp lực chỉ trích ngày một gia tăng đối với Elon Musk, bởi vì Musk phản đối việc sử dụng Starlink cho các cuộc tấn công vào Crimea. Vị tỷ phú này bày tỏ sự không hài lòng với những lời chỉ trích và cáo buộc. Ông ấy cho rằng chúng không công bằng. Rất nhiều khả năng là việc chuyển giao quyền kiểm soát một phần Starlink cho Lầu Năm Góc là một động thái nhằm giảm bớt áp lực đó. Các chuyên gia không loại trừ khả năng là Musk đã bị đe dọa nếu như khước từ yêu cầu của chính phủ thì chính phủ sẽ tước đi cơ hội phóng vệ tinh của SpaceX và đình chỉ một số dự án của Musk. Tuy nhiên, với tư cách là người trong cuộc, Musk vẫn chưa đưa ra bất kỳ một tuyên bố chính thức nào về vấn đề này. Và những yếu tố trên cho thấy rằng có khả năng là chính Washington đã gây ra các hoạt động bất thường của Starlink nhằm hỗ trợ Ukraine tấn công vào Sevastopol. Nhưng mà, các hành động bất thường lần này của sát linh rất có thể cũng chỉ ảnh hưởng đến việc điều khiển các xuồng không người lái của Ukraine. Trong khi đó, tên lửa Storm Shadow và Scab Eagle được trang bị các mô đun anten chống nhiễu riêng và không phụ thuộc vào Starlink. Như vậy thì các bất thường của các vệ tinh do Washington kiểm soát đóng vai trò gì trong vụ tấn công lần này ở Sevastopol? Hiện vẫn chưa có manh mối nào được phát hiện và chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi các diễn biến tiếp theo của nó. Nga phân tích chiến thuật của Ukraine ở Sevastopol Trong thời gian gần đây, thì quân đội Ukraine đã liên tiếp gây sức ép trên bán đảo Crimea. Sau nhiều vụ tấn công bất thành, cuối cùng họ đã tiến hành một vụ tấn công lớn chưa từng có. Họ đã sử dụng chiến thuật tấn công mới, sử dụng đan sen phối hợp giữa máy bay không người lái và tên lửa. Tức là Ukraine có thể dùng một trong hai phương tiện này để vừa đánh lạc hướng hệ thống phòng không, đồng thời đánh lửa radar trinh sát, sau đó thì họ mới ra đòn tấn công bất ngờ. Điều này đã làm phức tạp đáng kể quá trình phòng thủ của Nga. Ý tưởng của Ukraine là gây ra sự nhầm lẫn thông tin để cho quân Nga khó có thể đưa ra được phản ứng chính xác trước các cuộc không kích. Đánh giá một cách khách quan thì sự kiện lần này đã gây ra thiệt hại lớn cho Nga, nhưng mà chi phí để Ukraine thực hiện một vụ tấn công như vậy cũng không phải là rẻ. Bởi vì 10 tên lửa bắn đi thì chỉ có 3 quả có thể vượt qua được hệ thống phòng không của Nga. Liệu Ukraine còn sở hữu bao nhiêu tên lửa có thể tiếp tục thực hiện các phi vụ như vậy ở Crimea? Thực tế, Ukraine vẫn còn một số loại tên lửa có thể lên phương án để tấn công, nhưng mà chúng không dễ triển khai. Ví dụ, Storm Shadow cần phải được máy bay Su-24 phóng đi. Gần đây thì lực lượng vũ trang Ukraine đang gặp phải tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các phương tiện loại này, cho nên rất khó có khả năng là Kiev tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công như ngày hôm qua. Nhiều người đánh giá rằng, có thể là Ukraine sẽ chỉ thực hiện được một cú đánh mạnh rồi sau đó lại cần phải có thời gian để hồi sức. Nhưng mà khoảng thời gian hồi sức này sẽ không êm đềm với họ, vì người Nga sẽ đáp trả. Quả thực là, chưa đánh được người mặt đỏ như vàng, đánh được người rồi mặt vàng như nghệ. Đứng về phía Nga mà nói, dẫu cho chỉ có 3 quả tên lửa vượt qua được hệ thống phòng không của họ, nhưng mà cú đánh vào Sevastopol rõ ràng đã phơi bày những thiếu sót. Thứ nhất, đó là về mật độ hệ thống phòng thủ hiện tại trong khu vực bán đảo này là chưa đủ dày đặc. Nó không thể bảo vệ bán đảo một cách toàn diện, Điều quan trọng đó là phải thu hẹp được khoảng trống hiện có càng sớm càng tốt để cho đối phương không còn cơ hội thành công trong các cuộc tấn công tiếp theo. Thứ hai, đó là hoạt động trinh sát của Nga tại đây vẫn chưa tốt, đặc biệt là trinh sát hàng không. Ngoài ra, Nga có thể phải nâng cấp hệ thống phát hiện của mình, đặc biệt là các khí cầu trinh sát sẽ rất hữu ích cho việc phát hiện các nguy cơ trên không từ sớm. Nga cũng có thể lắp đặt thêm các hệ thống phòng không bấc nhằm mở rộng khả năng phát hiện và tiêu diệt tên lửa từ xa. Nói chung, Mối nguy hiểm đối với hạm đội Biển Đen của Nga đang dần gia tăng và cuộc tấn công vào Sevastopol là một lời cảnh báo. Nếu như cuộc chiến ở Ukraine kéo dài thêm vài năm nữa cùng với sự tham gia của Mỹ và NATO ở Biển Đen ngày một gia tăng, thì hệ thống phòng thủ nhiều lớp vững chắc sẽ là rất quan trọng. Lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ Nga xung trận Hôm nay, truyền thông đưa tin rằng một phần của quân đoàn vũ trang tổng hợp số 25 Nga có thể đã lần đầu tiên được triển khai tới Ukraine. Đội hình này nhiều khả năng tập trung ở khu vực Luhansk phía đông bắc của Ukraine, theo dữ liệu được cơ quan tình báo Anh công bố. Còn theo truyền thông Ukraine thì họ cho rằng các đơn vị quân đội này đã được triển khai ngay lập tức ở chiến trường bởi vì một phần là người Nga đang gặp khó khăn trên một số mặt trận và một phần khác là vì Ukraine đang tiếp tục phản công theo ba trục khác nhau. Nhưng cũng có nhiều người dẫn giải một cách hiểu khác, có thể là quân đội Nga đang thay đổi luân phiên lực lượng của mình. Để binh lính ở ngoài tiền tuyến được nghỉ ngơi sau nhiều tháng chiến sự. Đối với cấp chỉ huy mà nói, điều đó có thể mang tới sự linh hoạt hơn trong hành động, bởi vì họ có nhiều lựa chọn hơn về nhân sự và thiết bị trên chiến trường. Quân đoàn vũ khí tổng hợp 25 bao gồm nhiều đơn vị khác nhau, gồm sư đoàn cơ giới hóa súng trường số 67, trung đoàn xe tăng 19, trung đoàn 36 và 37, một số tiểu đoàn phục hồi, sửa chữa và liên lạc, cùng một lữ đoàn xe tăng và một lữ đoàn pháo binh. Cho đến nay, Lý do thực sự khiến cho người Nga triển khai đội quân này tới Ukraine vẫn chưa được tiết lộ. Ngoài các đơn vị nêu trên thì họ còn có các đơn vị quan trọng khác với binh lính được huấn luyện bài bản và trang bị hiện đại. Romania trở thành cây súng chống lại Nga Bộ Ngoại giao Romania đã bày tỏ sự phản đối rõ ràng với Nga về việc vi phạm không phận Romania sau khi các mảnh vỡ từ máy bay không người lái Nga được tìm thấy ở vùng Tusela. Theo một tuyên bố chính thức thì Bộ Ngoại giao Romania xác nhận không phận nước này bị xâm phạm trong vụ việc và đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ. Hành động của phía Nga rõ ràng đã gây ra lo ngại. Họ tuyên bố rằng sẵn sàng ứng phó thỏa đáng với các tình huống khẩn cấp như vậy. Còn về phía mình thì người Nga vẫn chưa đưa ra phản hồi trước các tuyên bố của Romania. Bất chấp những tuyên bố đầy căng thẳng này, phía Romania cũng không cung cấp được bằng chứng về các mảnh vỡ và thực hiện các cuộc điều tra vụ việc. Điều này khiến cho công chúng nghi ngờ về tính chính xác của các cáo buộc. Liệu các mảnh vỡ máy bay có thực sự là của người Nga hay không? Việc Romania vội vàng trong việc cáo buộc đó là của Nga sẽ khiến cho tình hình càng trở nên phức tạp hơn. Và nếu mâu thuẫn căng thẳng cứ tiếp tục gia tăng, thì rất có thể Romania sẽ lại là một quốc gia bị thiệt thòi. Nhưng những người mỉm cười sẽ là NATO. Cuộc tập trận mới của NATO mang đến những đe dọa mới. Tại Uska, Ba Lan, Máy bay không người lái chiến lược và khinh khí cầu trinh sát khổng lồ đã xuất hiện trên bầu trời trong cuộc tập trận trinh sát lớn đầu tiên của NATO. Cuộc tập trận Anken Thunder được dẫn đầu bởi lực lượng đặc nhiệm đa miền số 2 của quân đội Mỹ. Nó thành lập cách đây 2 năm có trụ sở chính tại West Devon của Đức. Cấu trúc của lực lượng này gồm có sở chỉ huy, tiểu đoàn trinh sát không gian mạng, tác chiến điện tử, sư đoàn phòng không và tiểu đoàn hỗ trợ. Cuộc tập trận đã được xây dựng dựa trên tình huống có sự tham gia của một số sư đoàn hỏa lực chiến lược cùng có hệ thống tên lửa HIMARS, một hệ thống tên lửa tầm trung và một hệ thống vũ khí siêu thanh tầm xa. Cũng không giống như các đơn vị truyền thống xây dựng lực lượng trước tiên là tuyển mộ, trang bị rồi huấn luyện, rồi chuyển giao cho các bộ chỉ huy thích hợp, thì các lực lượng đặc nhiệm đa miền được thiết kế độc lập để vận hành và thích ứng với yêu cầu của từng loại nhiệm vụ. Tuy nhiên, lực lượng này hiện vẫn đang ở giai đoạn xây dựng ban đầu, chưa được trang bị các hệ thống vũ khí tầm trung và tầm xa. Phía Mỹ cho biết rằng cuộc tập trận Anger Thunder diễn ra cách vùng đất Kaliningrad của Nga khoảng 200 km, nhưng mà đây không phải là một động thái phản ứng đối với bất kỳ hành động nào của Nga. Tuy nhiên, cách giải thích này của người Mỹ là rất khó tin, bởi vì Nga đã sở hữu một tài liệu từ phía Mỹ, trong đó xác định rằng khu vực Kaliningrad sẽ là mục tiêu ưu tiên của lực lượng đặc nhiệm châu Âu. Hoa Kỳ coi đây là khu vực cần phải vô hiệu hóa ngay khi bắt đầu chiến dịch quân sự để đảm bảo rằng Hoa Kỳ có thể tự do hành động ở vùng biển Baltic. Do đó, sự xuất hiện của đơn vị đặc nhiệm đa miền là một phần trong quá trình cải thiện khả năng của Hoa Kỳ trong việc tiến hành các hoạt động trên khắp khu vực Đông Âu. Đồng thời, chúng ta cũng có thể thấy dấu hiệu chuẩn bị cho việc triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn của Mỹ quay trở lại châu Âu. Thành viên NATO quay mũi giáo vào liên minh Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Ukraine tiếp tục gây hấn tại bán đảo Crimea nhưng mà họ đã không may mắn giống như là vụ tấn công vào Sevastopol trước đó. Trên mặt trận ngoại giao thì Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đang nổi lên như là những kẻ phá bĩnh châu Âu, liên tục chống lại các lệnh trừng phạt mà phương Tây đã áp đặt lên Nga. Điều gì đang thúc đẩy họ làm như vậy? Và tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay của chúng tôi. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Crimea lại bị tấn công Vào hôm qua ngày 14 tháng 9, bán đảo Crimea lại dung chuyển một lần nữa chỉ sau một ngày cảng Sevastopol bị tấn công. Ukraine lần này nhắm vào phía tây bán đảo bằng tên lửa hành trình Neptune. Được biết, lực lượng vũ trang Ukraine vẫn sử dụng chiến thuật cũ, tức là tạo ra một cuộc tấn công hỗn hợp sử dụng máy bay không người lái và tên lửa hành trình. Mục tiêu của họ lần này là các đối tượng nằm ở vùng Yevpatoria. Phía Nga cũng đã xác nhận thông tin và họ cho biết 11 máy bay không người lái đã được phóng từ ngoại ô vùng Odessa. Nhưng mà chúng đã bị lực lượng không quân phòng không số 31 của Nga bắn hạ vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng trên bầu trời của jepatoria sau đó, khoảng 5 giờ 50 phút, lực lượng vũ trang Ukraine cũng đã tấn công vùng ngoại ô Uyuznoye ở vùng Crimea bằng tên lửa chống hạm R-360 Neptune. Vụ tấn công này đã bắn trúng hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga. Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, vào lúc 5 giờ sáng ngày 14 tháng 9, lực lượng vũ trang Ukraine cũng đã cố gắng để tấn công tàu tuần tra xe cây cầu tốt của hạm đội Biển Đen bằng 5 xuồng không người lái. Kết quả là 5 chiếc xuồng này đã bị người Nga phá hủy cũng trong khu vực biển đen thì các phóng viên chiến trường của Aviapro đã đăng tải một video cho thấy một tàu tuần tra của nga đã đẩy lùi cuộc tấn công bằng UAV của ukraine nhưng mà những hành động đe dọa nước nga vẫn chưa dừng lại ở đó thống đốc khu vực biên giới nga Vyacheslav klatskov đã thông báo vào ngày 13 tháng 9 rằng ukraine đã pháo kích vào ngoại ô làng urazovo thuộc quận nội thành valyuskii vùng belgorod điều đó đã làm hư hại hai cơ sở dân sự Người ta ước tính có tổng cộng khoảng 140 cuộc tấn công đã được thực hiện trên lãnh thổ vùng Belgorod trong vòng 24 giờ qua. Có một thông tin cũng rất đáng buồn đang xảy ra, đó là tình trạng kỳ thị và phân biệt đối xử đang diễn ra với người Nga. Đáng nói là nó lại được chính quyền của các quốc gia phương Tây ủng hộ, trong khi chính họ là những người thường giao giảng về tôn chỉ tự do, dân chủ và nhân quyền. Reuters vào ngày hôm qua đã đăng tải việc người Nga đi du lịch ở châu Âu phải tuân thủ các quy định là khỏa thân và ngậm hộ chiếu đi qua cổng hải quan để được thông quan. Tài sản của họ cũng có thể bị tịch thu. Người ta đã phải dùng mình trước những hành động xúc phạm nhân quyền này. Đây không thể được coi là tự do dân chủ, mà đây là một hành động trả thù chính trị. Theo thông tin mà RIA liệt kê, tình trạng phân biệt đối xử đối với người Nga đang diễn ra ở nhiều nước, đặc biệt đó là các nước EU đã thực hiện điều đó công khai. Trước đây, phương Tây rất rạch ròi trong vấn đề này, Họ nhắm vào các chính phủ cầm quyền chứ không nhắm vào người dân. Đồng thời, đất nước thuộc về người dân chứ không phải thuộc về nhà cầm quyền. Nhưng mà nay thì tư tưởng của phương Tây đã thay đổi. Họ quy chụp tất cả lại, những gì thuộc về nước Nga đều là kẻ thù cần phải đàn áp. Thật là đáng buồn, vì một hệ tư tưởng vốn được coi là chỉ tồn tại ở những đất nước thứ ba thì bây giờ đây lại đang thịnh hành ở các xã hội văn minh. Họ đang mài mòn đi những giá trị phổ quát tốt đẹp của chính mình. Cuộc chiến ở Ukraine miếng mồi béo bở cho Mỹ Hôm nay ngày 15 tháng 9, Jan Gagin, là cố vấn quyền lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Danes, đã tiết lộ một thông tin gây sốc. Ông ấy nói rằng, nếu như chúng ta nói về những tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine, sẽ có thể nói về khá nhiều nguồn thông tin đáng chú ý như vậy. Chúng ta có thể tìm hiểu về những tổn thất này đến từ các thông tin thuộc nguồn Ukraine. Ví dụ như là một tuần trước, thì ở Ukraine, một nhà khai thác di động có tên là MTS Ukraine – đã xuất bản một báo cáo video trực tuyến cho biết, khoảng 400.000 thuê bao sẽ không bao giờ nhấc máy nữa. Cần phải lưu ý là con số 400.000 này chỉ là dữ liệu đến từ một trong nhiều nhà khai thác di động ở Ukraina. Thế nhưng, giới tinh hoa Mỹ thì vẫn chưa muốn hòa bình, họ còn muốn tiếp tục cuộc chiến này bằng sinh mạng người Ukraina. Các cuộc tấn công liên tiếp trên biển đen cũng như là vào lãnh thổ Nga mấy ngày hôm nay làm minh chứng cho điều đó. Vậy thì, tại sao Mỹ lại nhiệt huyết như vậy? Như chúng ta đã biết Hoa Kỳ đã phân bổ 111 tỷ USD để hỗ trợ cho Ukraine, nhưng mà số tiền họ thu về từ cuộc chiến này cũng là rất lớn. Đầu tiên, Mỹ kêu gọi EU và đồng minh NATO hãy mang hết vũ khí của mình đã mua của Liên Xô để viện trợ cho Kiev, bởi vì chúng là những vũ khí đã lạc hậu rồi. Và rằng vũ khí của Mỹ tối tân hơn rất nhiều. Khi này thì các nước đồng minh sẽ phải tìm cách lấp đầy các kho đạn chống của mình bằng những loại vũ khí mới. Và người bán không ai khác chính là tổ hợp công nghiệp quốc phòng Mỹ, Nguồn lợi khổng lồ khác nữa đó là nguồn cung nội tạng khổng lồ từ cuộc xung đột. Điều này khiến cho thị trường kinh doanh nội tạng đã trở nên nhộn nhịp hơn. Cũng xin lưu ý là nội tạng người không bao giờ là một nguồn hàng có sẵn, chúng đắt đỏ và luôn ở trong tình trạng khan hiếm. Nhưng mà từ cuộc chiến ở Ukraine thì những binh lính bị thương, bị chết đã trở thành một nguồn cung nội tạng ổn định. Và chúng ta biết rằng giá của mỗi bộ phận lên tới hàng trăm nghìn USD. Đối với Ukraine mà nói thì người Mỹ hào phóng viện trợ tiền và vũ khí, nhưng mà đó không phải là cho không. Đó là khoản cho vay. Khi mà Ukraine phản công thất bại thì họ sẽ phải gán nợ bằng lãnh thổ, tài nguyên và tiềm năng của mình. Đáng nói hơn nữa đó là khoản lợi nhuận này không thuộc về người dân Mỹ mà nó chỉ thuộc về một nhóm nhỏ những tinh hoa đang lãnh đạo Hoa Kỳ. Điều này không chỉ ở Mỹ diễn ra mà ở Nga cũng xảy ra chuyện tương tự. Ví dụ trong nửa đầu năm nay thì xuất khẩu hàng hóa của Mỹ sang Nga lên tới 328 triệu USD, nhưng mà nhập khẩu từ Nga là hơn 2,8 tỷ USD tiền hàng hóa. Hoa Kỳ mua bán theo nguyên tắc là chúng tôi không bán bất cứ thứ gì quan trọng cho Nga, nhưng mà chúng tôi sẽ lấy từ Nga mọi thứ chúng tôi cần. Vì vậy, trong thời gian này thì Hoa Kỳ đã mua 416 tấn uranium từ Nga. Và kẻ nào đang bán uranium của Nga sang Mỹ? Tất nhiên là không phải chính phủ Nga, mà là các ông chủ của những khu mỏ khai thác và những tay buôn uranium người Nga. Họ đều là giới siêu giàu tại đất nước này. Nói cách khác, giới tài phiệt Mỹ Nga không quan tâm tới an ninh quốc gia hay là lợi ích dân tộc, họ đơn giản chỉ là muốn kiếm lợi từ cuộc chiến càng nhiều càng tốt. Ngay cả những mặt hàng chiến lược nếu được giá thì họ cũng sẵn sàng bán đi. Nhưng mà có một vấn đề đó là cuộc bầu cử ở Mỹ đang đến gần, thời gian đang không ủng hộ đảng dân chủ cầm quyền. Bây giờ đây, giới chức Mỹ bắt đầu phải loay hoay tìm ra lối thoát cho mình trong chính cuộc chiến này. Giới quan sát cho rằng rất có thể một Afghanistan thứ hai sẽ xuất hiện ở Đông Âu. Phi công Anh được fan hết hồn BBC hôm nay đưa tin vào ngày 29 tháng 9 năm ngoái thì phi công lái máy bay chiến đấu Su-27 của Nga đã cố ý bắn hai tên lửa vào máy bay giám sát RAF RC-135 Rivet John của Anh trong khi chiếc máy bay này đang thực hiện nhiệm vụ ở Ukraine. Vào thời điểm đó thì Nga tuyên bố đây là trục trặc kỹ thuật và lời giải thích này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace chấp nhận. Nhưng mà ba nguồn tin quốc phòng cấp cao của phương Tây nắm rõ vụ việc nói với BBC rằng người phi công Nga tin là anh ta được phép bắn vào máy bay Anh. Nhưng mà anh ta đã bắn trượt. Cụ thể, khi hai chiếc Su-27 đang tiếp cận máy bay do thám thì phi hành đoàn đã nhận được yêu cầu từ trạm điều khiển mặt đất một thông điệp khá mơ hồ đó là bạn đã có mục tiêu. Điều này được một trong những phi công Nga hiểu là lệnh cho phép khai hỏa. BBC cho biết phi công Nga đã phóng một tên lửa không đối không tên lửa này được phóng thành công nhưng đã không trúng mục tiêu. Và đó là một đòn tấn công thất bại chứ không phải là một trục trặc kỹ thuật. Các nguồn tin quốc phòng nói với BBC rằng một cuộc tranh cãi sau đó đã nổ ra giữa hai phi công Nga. Phi công của chiếc Su-27 thứ hai thì cảm thấy họ chưa được phép khai hỏa, nhưng mà chiếc Su đầu tiên thì vẫn bắn thêm một phát tên lửa nữa. Và sau 3 tuần, chính phủ Anh xác nhận vụ việc này đã xảy ra cùng với lời giải thích của Bộ Quốc phòng Nga rằng đó là một trục trặc kỹ thuật. Trong một tuyên bố trước các nghị sĩ vào ngày 20 tháng 10, thì Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là Ben Wallace đã nói về cuộc giao tranh tiềm tàng nguy hiểm. Tuy nhiên, ông này cũng chấp nhận lời giải thích của phía Nga và bày tỏ rằng: "Chúng tôi không coi vụ việc này là sự leo thang có chủ ý của phía Nga và phân tích của chúng tôi đồng ý rằng đó là do trục trặc." Ấy thế nhưng, có thông tin giò dỉ tiết lộ rằng quân đội Mỹ đã gọi sự cố này bằng những lời lẽ gay gắt hơn. Trong một loạt tài liệu được phi công người Mỹ Jack Teixeira công bố trực tuyến đã mô tả Máy bay Anh đã suýt chút nữa bị bắn hạ. tờ New York Times đưa tin, vụ việc nghiêm trọng hơn nhiều so với thông tin ban đầu và có thể dẫn tới một hành động chiến tranh. Tờ báo này cho biết rằng theo hai quan chức quốc phòng Mỹ thì phi công Nga đã hiểu sai mệnh lệnh từ mặt đất và bám sát máy bay Nga rồi sau đó bắn tên lửa, nhưng mà chúng đã không được khai hỏa đúng cách. Tờ báo cũng dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên mô tả vụ việc là thực sự, thực sự đáng sợ. Không biết đây có phải là một sự cố hay không và Bộ Quốc phòng Nga cũng chưa đưa ra một tuyên bố chính thức nào về vụ việc này. Nhưng mà rõ ràng rằng nó đã khiến cho người Anh hoảng hốt. Cuba không phản đối việc công dân nước này tham gia chiến dịch đặc biệt ở Ukraine. Đại sứ Cuba tại Moscow cho biết Cuba không phản đối việc công dân nước này tham gia các hoạt động đặc biệt của Nga tại Ukraine. Ông ấy nhấn mạnh rằng mấu chốt là việc ký kết các hợp đồng pháp lý giữa các bên. Reuters đã đưa tin về việc này vào hôm nay ngày 15 tháng 9. Thông báo này được đưa ra sau các vụ bắt giữ gần đây ở Cuba với cáo buộc tuyển mộ người tham gia xung đột. Nhà ngoại giao này đã nói rõ rằng những người bị bắt đó là công dân của Cuba và mô tả họ là những kẻ lừa đảo và kẻ cướp. Đại sứ lưu ý, những người này đang cố gắng để thu lợi từ tình hình hiện tại, khai thác tầm quan trọng của vấn đề hoạt động quân sự và quan hệ giữa các nước chúng ta và những tuyên bố này đã thể hiện được sự phức tạp và nhạy cảm của vấn đề tuyển dụng công dân nước ngoài cho các cuộc xung đột quân sự việc cuba đề cập đến sự cần thiết phải ký kết một hợp đồng pháp lý đã nhấn mạnh mong muốn của nước này là duy trì cách tiếp cận vấn đề trong khuôn khổ luật pháp và các chuẩn mực quốc tế cuba và nga có lịch sử quan hệ hữu nghị lâu đời và tuyên bố này có thể cho thấy họ muốn tiếp nối điều đó bất chấp hoàn cảnh toàn cầu hiện nay đây chắc chắn là điều mà người mỹ rất lo ngại bởi vì cuba xích lại gần với nga hơn đồng nghĩa là mối đe dọa cũng sẽ gia tăng. Biết đâu quốc đảo này một ngày nào đó lại trở thành kẻ thù nằm án ngữ trước cửa nhà của Washington. Hy Lạp có ý định chặn lệnh trừng phạt Nga Nếu như quan sát động thái của Hy Lạp từ đầu cuộc chiến ở Ukraine cho đến nay thì chúng ta sẽ thấy nhiều điều thú vị. Đầu tiên là vào hồi tháng 3 năm ngoái, Hy Lạp đã ủng hộ các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga. Vậy mà đến tháng 6 năm nay thì Hy Lạp lại cùng với Hungary chặn gói trừng phạt thứ 11 lên Nga. Sau đó, người ta còn phát hiện ra Hy Lạp vẫn tiếp tục mua dầu của Nga. Cục chống tham nhũng quốc gia Ukraine đã phải đưa các chủ tàu chở dầu Hy Lạp vào danh sách đen vì đã tham gia vận chuyển các sản phẩm dầu của Nga. Bất chấp những nỗ lực để giải quyết các khác biệt trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Athens, quan hệ giữa hai nước này vẫn đang xấu đi. Nguyên nhân là do Ukraine quyết định đưa 5 công ty vận tải biển Hy Lạp vào danh sách đen của mình. Trước đó thì vào mùa xuân, hành động của Ukraine đã khiến cho Hy Lạp chặn một gói trừng phạt chống lại Nga. Hơn nữa, Hy Lạp có thể xem xét lại các kế hoạch để cung cấp đạn dược và vũ khí cho Ukraine, cũng như là thực hiện các biện pháp để ngăn chặn ngũ cốc Ukraine được vận chuyển qua cảng Alexander Britsch và tiến vào nước này. Bên cạnh các động thái của Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã quay mũi giáo để chống lại EU. Hôm nay, báo cáo của Nghị viện châu Âu chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ vì mối quan hệ chặt chẽ của họ với Nga và hồ sơ nhân quyền thảm hại của nước này. Báo cáo đưa ra quan điểm chỉ trích về các tương tác của Thổ Nhĩ Kỳ với Nga, đặc biệt là trong bối cảnh các hành động quân sự của Nga ở Ukraine. Điều này cho thấy sự suy giảm đáng kể trong mối liên kết của Thổ Nhĩ Kỳ với chính sách đối ngoại và quốc phòng năm 2021 của EU. Mặc dù thừa nhận vai trò mang tính xây dựng của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga, báo cáo này cáo buộc Ankara đã không hạn chế các hoạt động truyền thông của Nga trong bối cảnh Nga đang có chiến tranh xâm lược Ukraine. Ngoài ra, quan hệ thương mại giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng lên, gần gấp đôi kể từ khi bắt đầu cuộc chiến này. Đồng thời, báo cáo cũng thúc giục Ủy ban châu Âu đánh giá các tác động của sự bùng nổ thương mại này đối với các lệnh trừng phạt của EU. Tài liệu này cũng nhấn mạnh làn sóng công dân Nga, bao gồm cả những nhà tài phiệt cấp cao, đổ tiền vào các thành phố và khu vực ven biển quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ. Về nguyện vọng của Thổ Nhĩ Kỳ tại EU thì tài liệu này khẳng định chắc chắn rằng Thổ Nhĩ Kỳ cần thể hiện một cách đáng tin cậy cam kết của mình đối với mối quan hệ chặt chẽ và liên kết với EU. Đồng thời, kêu gọi Ankara kiềm chế mọi hành động vi phạm chủ quyền và quyền chủ quyền của tất cả các quốc gia thành viên EU, cũng như là không vi phạm luật pháp liên minh và quốc tế. Điều này là để ám chỉ những căng thẳng đang diễn ra giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Hy Lạp và Cộng hòa Xíp. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã đáp trả chỉ trích gây gắt báo cáo này là nông cạn và không có tầm nhìn, đặc biệt là vào thời điểm mà Ankara và Bruxelles đang cố gắng vực dậy mối quan hệ của họ. Ankara đánh giá, báo cáo như vậy là một tập hợp các tuyên bố và thành kiến vô căn cứ, dựa trên thông tin sai lệch từ các nhóm chống thổ Nhĩ Kỳ. Phản ánh cách tiếp cận nông cạn và thiếu tầm nhìn nổi tiếng của Nghị viện Châu Âu, không chỉ đối với quan hệ thổ Nhĩ Kỳ EU mà còn đối với tương lai của EU. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao cho biết, thật không may, báo cáo này chứng minh rằng các thành viên của Nghị viện Châu Âu đang bị giam cầm trong nền chính trị dân túy và còn lâu mới phát triển được cách tiếp cận chiến lược đúng đắn cho EU cũng như là cho khu vực của chúng tôi. Bộ này cũng nhấn mạnh cách tiếp cận của báo cáo đối với tình hình ở phía đông địa Trung Hải cũng như vấn đề đảo ship là không dựa trên tư liệu lịch sử và pháp lý, do đó nó không có giá trị. Một bài báo của Bloomberg cũng cho biết, khi mà Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu tham gia vào những nỗ lực mới nhằm khôi phục các cuộc đàm phán để được gia nhập của nước này, thì Ankara đã chỉ trích Nghị viện châu Âu vì đã nhất quyết muốn áp đặt các lệnh trừng phạt chống Nga. Thổ Nhĩ Kỳ đang chịu một áp lực ngày càng gia tăng từ EU và Mỹ trong việc tham gia chiến dịch trừng phạt Nga vì đã tấn công Ukraine. Mặc dù đã thực hiện các lệnh trừng phạt mang tính giảng buộc của Liên Hợp Quốc, nhưng mà Thổ Nhĩ Kỳ lại từ chối tham gia bất kỳ một nỗ lực trừng phạt nào khác với lý do là chúng có thể làm phức tạp thêm hoạt động hòa giải mà nước này tự tuyên bố là mình có vai trò trong đó. Tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi, thì cuối tuần trước, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi các nhà lãnh đạo đáp ứng một số yêu cầu của Nga để cố gắng khôi phục thỏa thuận Biển Đen, cho phép vận chuyển ngũ cốc Ukraine và giảm giá lương thực thế giới. Mỹ và các đồng minh đã phản đối lời kêu gọi này. Dù vậy, Ủy viên EU Oliver và Harry đã hoan nghênh nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc khôi phục thỏa thuận ngũ cốc, nhưng mà ông cũng kêu gọi chính phủ nước này cần phải hợp tác với khối. Ông ấy nói rằng điều quan trọng là Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cần phải cam kết với EU, cũng như thực hiện các lệnh trừng phạt chống lại Nga, đặc biệt là liên quan đến các loại hàng hóa quan trọng. Mặc dù bị hấp dẫn bởi một tương lai sẽ được gia nhập EU, nhưng mà Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị răng xé bởi lợi ích mà nước Nga đem lại. Trong video lần trước thì chúng tôi đã nói rằng ông Putin đã ràng buộc được Erdogan vào Nga. Bây giờ đây, Thổ Nhĩ Kỳ đang thực hiện những động thái phá bĩnh phương Tây và họ đang hành động như là một tay trong của Nga ở NATO và EU. Tướng Trung Quốc biến mất bí ẩn Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về những bí ẩn trong nội tình Trung Quốc, vấn đề năng lượng đang siết chặt châu Âu và những diễn biến mới nhất trong cuộc điều tra luận tội ông Biden. Đây đều là những nội dung rất hấp dẫn, nhưng mà trước tiên chúng ta sẽ đến với tin tức từ Ukraine. Ukraine đình chỉ cuộc tấn công Hôm nay ngày 16 tháng 9, Financial Times đã đăng tải một bài báo có tiêu đề là những bài học cay đắng đến từ cuộc tấn công mùa hè của Ukraine. Ngay phần đầu tiên của tờ báo đã có đoạn, quân đội nước này đang đạt được một số thành công nhưng sẽ tiến triển chậm và đòi hỏi các đồng minh phải gia tăng nguồn cung cấp đạn dược. Financial Times viết rằng, gần một phần năm số thiết bị quân sự mà NATO cung cấp cho cuộc phản công đã bị phá hủy trong giai đoạn đầu của chiến dịch vào tháng 5 và tháng 6. Vì lý do này mà Kiev đã buộc phải dừng lại và tính toán lại các chiến lược của mình. Quan sát trên chiến trường thì chúng ta sẽ thấy trong đợt phản công lần này, lực lượng vũ trang Ukraine thay vì sử dụng xe bọc thép đã chuyển sang chiến thuật tác chiến tiêu hao đối phương, sử dụng các nhóm xung kích. Cần phải lưu ý là đây là điều truyền thông phương Tây viết chứ không phải là truyền thông Nga hay là các tờ báo thần Nga đưa ra. Điều này cũng cho thấy rằng những thành công hay là tiến triển gì đó của Ukraine trong vài ngày gần đây không có gì tỏ tát. Có chăng đó chỉ là sự phóng đại thái quá trên mặt trận thông tin mà thôi. Phương Tây bây giờ cũng phải thừa nhận một điều đó là cuộc phản công được mong đợi rất nhiều của Ukraine đã phải đối mặt với những thách thức và thất bại đáng kể. Bất chấp sự lạc quan và áp lực mà các đồng minh đặt ra cho Kiev, kết quả vẫn không hề thay đổi. Cách về truyền thông phương Tây đang phản ứng cũng là một động thái cho thấy rằng giới chính khách của họ đã thay đổi thái độ. Tức là lập trường của phương Tây về cuộc phản công vốn đã thay đổi đáng kể từ hội nghị thượng đỉnh G20. Mặc dù ban đầu thì họ ủng hộ và kiên quyết đối đầu với Nga, nhưng mà bây giờ đây, giọng điệu đã có sự lung lạc. Những nhà lãnh đạo này đã dần chuyển từ lên án trực tiếp Nga sang mô tả cuộc xung đột là chiến tranh ở Ukraine, chứ không phải là chiến tranh chống lại Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc bất ngờ biến mất Chính trường Trung Quốc trong thời gian gần đây liên tục dậy sóng. Kể từ đầu năm, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc và hai chỉ huy quân sự đã mất chức Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc cũng đã bị cách chức và hiện đang bị điều tra về tội tham nhũng. Điều này đã được The Washington Post và The Economist đưa tin vào ngày 15 tháng 9. Họ dẫn lời các quan chức ở Nhà Trắng biết rõ về các thông tin tình báo Hoa Kỳ có được. Những người tiết lộ thông tin lưu ý rằng ông Lý đã không xuất hiện trước công chúng kể từ cuối tháng 8 và đã bỏ lỡ các cuộc họp được lên lịch với người đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam và Singapore. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy vị bộ trưởng này có bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn An ninh và Hòa bình Trung Quốc châu Phi lần thứ ba vào ngày 29 tháng 8. Đây không phải là lần đầu tiên các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của công chúng trong những tháng gần đây. Vào tháng 7, thì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã sa thải Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương, người mới đảm nhiệm chức vụ này được 7 tháng. Ông Tần cũng đã lâu không xuất hiện trước công chúng. Và trong cùng tháng đó, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố khởi động một cuộc điều tra tham nhũng quy mô lớn trong việc mua sắm các vũ khí và thiết bị kể từ năm 2017. Bản thân ông Lý Thượng Phúc cũng là người đứng đầu bộ phận phát triển thiết bị của Quân ủy Trung ương từ năm 2017 đến năm 2022. Tuy nhiên, vào thời điểm ông Lý bị cách chức bộ trưởng thì Bộ Quốc phòng lại không nêu rõ liệu ông này có liên quan đến các vụ tham nhũng hay không. Phiên tòa cũng trùng hợp với việc hai tướng cấp cao phụ trách lực lượng hạt nhân của Trung Quốc từ chức. Những người cũng đã không xuất hiện trước công chúng trong một thời gian dài. Họ đều bị nghi ngờ là làm dò dỉ thông tin mật. Và người đầu tiên nhìn thấy được sự vắng mặt của ông Lý trước công chúng là đại sứ Mỹ tại Nhật Bản, cựu cố vấn của cựu tổng thống Mỹ Barack Obama, Ram Emanuel. Ông này đã đề cập đến sự biến mất của Lý Thượng Phúc trên tài khoản Twitter của mình. Và vào ngày 15 tháng 9, thì đại sứ lại ghi nhận sự vắng mặt của ông Lý Thượng Phúc trong các cuộc hội đàm với Tư lệnh Hải quân Singapore, Shaun trong chuyến đi tới Trung Quốc từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 9, đồng thời, theo Bloomberg đưa tin thì bộ trưởng Trung Quốc đã bất ngờ từ chối gặp mặt quan chức quốc phòng Việt Nam tại cuộc gặp thường niên về hợp tác quốc phòng giữa hai nước vì lý do sức khỏe. Cùng thời điểm đó, tại cuộc họp giao ban ngày 15 tháng 9 thì người phát ngôn ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết bộ này không có thông tin gì liên quan đến ông Lý do ông này đã vắng mặt. Vậy thì tại sao Trung Quốc lại đột ngột thay đổi người đứng đầu bộ quốc phòng Lý do thứ nhất đó là việc loại bỏ Lý Thượng Phúc là do mong muốn của Bắc Kinh nhằm khôi phục đối thoại giữa Bộ Quốc phòng Trung Quốc và Hoa Kỳ, nhưng mà cần phải làm thế nào đó để đỡ mất mặt nhất có thể. Bởi vì Trung Quốc luôn có những chiến lang trong giới ngoại giao của mình. Washington đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với một quan chức Trung Quốc vào năm 2018 vì bị cáo buộc mua máy bay chiến đấu Su-35 của Nga và thiết bị cho hệ thống tên lửa phòng không S-400, mà khi đó chính ông Lý đã giám sát kế hoạch này. Kể từ đó Trung Quốc đã từ chối đàm phán với Mỹ về các vấn đề quốc phòng. Và bây giờ đây, Trung Quốc thấy rằng họ không thể khôi phục đối thoại ở cấp độ quân sự giữa hai nước khi mà người đứng đầu bộ quốc phòng vẫn bị trừng phạt và người Mỹ thì cương quyết không dỡ bỏ nó. Bởi vậy mà Bắc Kinh phải thay thế ông ta để có thể đối thoại được với Hoa Kỳ. Lý do thứ hai đó là sự biến mất của Lý Thượng Phúc có thể liên quan đến các cuộc điều tra chống tham nhũng đang diễn ra trong quân đội Trung Quốc kể từ khi ông Tập Cận Bình tái đắc cử đã có thông báo cho rằng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng không thể tham gia tham vấn với người đồng cấp Việt Nam do bị ốm. Nếu đây chỉ là lời giải thích ngoại giao, chứ không phải là nguyên nhân thực sự của vụ việc, thì không ai biết được điều gì đã xảy ra với ông Lý. Ông ấy có lẽ đã bị đình chỉ chức vụ trong thời gian diễn ra một cuộc điều tra nội bộ. Vấn đề nằm ở chỗ, nếu lý do các quan chức biến mất là do tham nhũng, thì ai là người phải chịu trách nhiệm? Như chúng ta đã biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập cận bình với tư cách là người đứng đầu cao nhất của lực lượng vũ trang và quân ủy trung ương đã đích thân lựa chọn và bổ nhiệm những vị trí quan trọng. Nếu việc sa thải Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo lực lượng tên lửa là do tham nhũng, thì điều này cho thấy quá trình lựa chọn nhân sự cấp cao của ông Tập có sai sót. Đồng thời, thực trạng tham nhũng trong bộ máy nhà nước này vẫn còn phổ biến. Bức tranh chính trị ở Trung Quốc nếu đang có màu u ám, thì đó cũng không phải là câu chuyện duy nhất. Mai chính ở Hoa Kỳ. Sự chia rẽ cũng đang diễn ra mãnh liệt không kém. Cuộc điều tra luận tội tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Các nhà lập pháp Mỹ đã mở một cuộc điều tra luận tội tổng thống và cuộc điều tra này do chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy công bố. Điều này đã đưa cuộc đối đầu của Joe Biden với các đối thủ lên một tầm cao mới. Cho dù hiện tại thì ông ta vẫn đang nắm giữ quyền lực, nhưng mà triển vọng về một nhiệm kỳ thứ hai càng ngày càng mờ mịt. Đảng Cộng hòa đang thu thập các bằng chứng cho thấy gia đình Joe Biden đã nhận được những khoản tiền khổng lồ bao gồm cả từ Trung Quốc và để thực hiện một số giao dịch nhất định thông qua các công ty vỏ bọc. Hiến pháp Hoa Kỳ quy định rằng Tổng thống có thể bị luận tội phản quốc, hối lộ hoặc là trọng tội và các tội nhẹ khác. Chủ tịch Hạ viện McCarthy là người nắm giữ quyền lực thứ ba sau Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris. Ông ấy nói rằng sự chú ý sẽ được tập trung vào các cáo buộc lạm dụng quyền lực, cản trở các nhà lập pháp và hành vi tham nhũng. Quốc hội có thể kiểm tra toàn bộ các tài khoản liên quan đến Tổng thống để xác định các giao dịch đáng ngờ. Những người liên quan đến vụ án có thể nhận được chát đòi hầu tòa và những yêu cầu cung cấp mọi tài liệu cần thiết cho cuộc điều tra. McCarthy đảm bảo rằng có bằng chứng nghiêm túc và đáng tin cậy về tội ác của Tổng thống Mỹ đương nhiệm. Đương nhiên là Đảng Dân Chủ cũng như là Nhà Trắng sẽ bác bỏ những cáo buộc này và phủ nhận tính chính xác của các bằng chứng mà Chủ tịch Hạ viện đưa ra. Ngoài ra, sự phản đối của Nhà Trắng không phải là trở ngại duy nhất của McCarthy bởi vì trong nội bộ Đảng Cộng Hòa cũng không thống nhất. Một số tin rằng vẫn còn quá ít cơ sở để phế chuất nguyên thủ quốc gia. Tất nhiên là điều này cũng có lý. Cuộc điều tra luận tội là con đường một chiều, nếu như không thể chứng minh được Tổng thống là kẻ có tội thì kế hoạch của McCarthy sẽ thất bại. Hơn nữa, Đảng Cộng Hòa nắm quyền ở Hạ viện, nhưng mà theo hiến pháp thì các quyết định của họ cũng cần phải có sự chấp thuận của Thượng viện, mà nơi đây lại đang nằm dưới sự kiểm soát của Đảng Dân Chủ. Một trong những động lực để Đảng Dân Chủ quyết bảo vệ Tổng thống đương nhiệm đó là họ không có một người thực sự là ứng cử viên để dự phòng cho cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2024. Cho nên, chủ đề luận tội và khởi động điều tra Tổng thống Biden đã gây chia rẽ trong Quốc hội Mỹ. Nhìn chung thì chặng đường mà Chủ tịch Hạ viện đang đi sẽ là rất khó khăn. Biden có trong tay sự hậu thuẫn rất lớn của các ông trùm tài chính Mỹ, tổ hợp công nghiệp quốc phòng, giới truyền thông vân vân. Chính vì thế, để thành công lật đổ được Biden, các đảng viên đảng Cộng Hòa còn phải gặp rất nhiều chướng ngại vật hôm nay đã có thông tin cho thấy biden đã lệnh cho truyền thông mỹ giữ im lặng trước vụ luận tội này daily mail cho biết văn phòng luật sư nhà trắng đã truyền tải thông điệp rằng giới truyền thông bắt buộc phải tăng cường giám sát các thành viên đảng cộng hòa tại hạ viện liên quan đến cuộc điều tra luận tội yêu cầu này đặt ra vấn đề về sự thiên vị của giới truyền thông bởi vì người ta biết rằng một số cơ quan truyền thông mỹ có liên kết hoặc là có khuynh hướng nghiêng về các đảng phái chính trị ví dụ msnbc thường gắn liền với quan điểm thiên tả hoặc tự do Họ có những người dẫn chương trình nổi tiếng như là Rachel Maddow và Chris Hayes được biết đến vì có quan điểm ủng hộ đảng dân chủ. Tương tự, CNN, New York Times được coi là những cơ quan ngôn luận của đảng dân chủ. Nói như vậy là để có thể thấy những cố máy truyền thông lớn của Mỹ cũng bị chính trị hóa. Nó không còn là cơ quan trung lập và đăng tải các thông tin trung thực nữa, mà nó tồn tại là để phục vụ mục đích chính trị. Chính vì thế mà Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ của mình đã gọi truyền thông Mỹ là bất lương và đạo đức giả. Và khi mà truyền thông đã trở thành công cụ chính trị của nhà cầm quyền thì người ta sẽ phải nghi ngờ về tính công bằng và liêm chính của báo chí bởi vì truyền thông chân chính là phi đảng phái, phi chính trị và nó phải là tiếng nói của người dân. Nhưng mà có một thực tế đáng buồn đó là những điều này dường như không xảy ra ở Hoa Kỳ vốn được coi là một thiên đường của tự do, dân chủ và nhân quyền. Thổ Nhĩ Kỳ đã mất cơ hội bơm khí đốt của Nga sang châu Âu. Do những bất đồng nảy sinh giữa Moscow và Ankara Người ta biết rằng việc thành lập một trung tâm khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ để cung cấp nhiên liệu của Nga sang châu Âu đã bị đình chỉ. Lý do chính cho điều này là do sự thiếu thống nhất về việc ai sẽ lên nắm quyền quản lý trung tâm khí đốt này. Ankara thì có ý định đảm nhận hoàn toàn chức năng đó, đồng nghĩa với việc muốn tước bỏ khả năng quản lý nguồn cung cấp khí đốt của Nga. Hiện tại thì cả Moscow và Ankara đều chưa đưa ra bất kỳ một tuyên bố chính thức nào về vấn đề này. Tuy nhiên, những vấn đề nảy sinh đã tạo ra bất lợi cho cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đây, người ta cho rằng sau chuyến thăm Nga của Erdogan, thì Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đạt được một thỏa thuận về việc thành lập một trung tâm khí đốt. Nhưng mà tình hình hóa ra lại khá phức tạp. Các chuyên gia cho rằng kế hoạch xây dựng trung tâm khí đốt trước cuối năm nay sẽ không thể thực hiện được. Hơn nữa, điều này là rất quan trọng đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ. Bởi vì trước đây ông Erdogan đã thất bại trong việc thuyết phục Nga ra hạn thỏa thuận ngũ cốc. Ở tình thế hiện tại, thời gian đang không ủng hộ Erdogan. Do vậy, trong khi Nga, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thảo luận và đàm phán, thì rất có thể ông Erdogan sẽ phải nhượng bộ bởi vì trên thực tế châu âu không thể thoát khỏi được nguồn cung năng lượng giá rẻ từ nga trong bối cảnh hiện tại nhu cầu của châu âu về khí đốt của nga là rất lớn nhiều quốc gia châu âu đang ưu tiên đảm bảo nguồn cung cấp khí đốt ngay cả khi họ phải trả giá bằng việc gây căng thẳng với các đồng minh của họ trong chính liên minh châu âu điều đáng ngạc nhiên là nhiều nước được cho là sẽ tuân thủ các chỉ thị trừng phạt năng lượng nga thì nay lại không chỉ tiếp tục giao dịch với nga mà còn tăng cường sự phụ thuộc của mình vào các nguồn năng lượng này Tây Ban Nha và Séc là một ví dụ điển hình cho nó. Vào tháng 7, Tây Ban Nha đã trải qua sự gia tăng đầy chú ý trong nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Nga với mức tăng đáng kể 65% so với năm trước. Sự gia tăng này đã đưa Tây Ban Nha trở thành khách hàng lớn thứ hai của khí đốt Nga chỉ sau Trung Quốc về mức độ phụ thuộc vào các nguồn cung khí đốt này. Bất chấp sự khao khát cai nghiện khí đốt Nga thì Tây Ban Nha vẫn không thể thực hiện được điều đó. Ngược lại, Việc nhập khẩu khí đốt của Nga đã tăng lên đáng kể, chiếm 28% tổng lượng nhập khẩu của nước này trong tháng 7. Điều này cũng góp phần đáng kể vào doanh thu của Nga vào năm 2023. Moscow đã thu về 5,29 tỷ USD tiền khí đốt bán cho châu Âu. Còn Séc thì lại có một sự gia tăng đáng chú ý trong lĩnh vực nhập khẩu dầu Nga. Ngay cả khi mà phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của EU thì lượng nhập khẩu của nước này đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2012. Con số này đã phản ánh sự thay đổi đáng kể trong động lực năng lượng của đất nước. Mặc dù lệnh trừng phạt của châu Âu nhắm vào nhập khẩu dầu Nga đã được thi hành vào tháng 12 năm 2022, nhưng mà có một ngoại lệ đã được đưa ra đối với đường ống Druzhba đi qua Ukraine và nó đóng vai trò là đường dẫn đến các điểm đến khác nhau ở châu Âu. Do đó, tỷ trọng dầu của Nga trong tổng lượng nhập khẩu của Séc đã tăng lên đều đặn. Những diễn biến gần đây ở Trung Âu cho thấy một sự thay đổi bất ngờ về chính sách ngoại giao. Áo và Slovakia đã hướng tới lựa chọn một chính quyền thân Nga trong khi Cộng hòa Séc thì chứng kiến tình cảm chống Nga đang suy yếu. Tiếng nói của người Nga và ảnh hưởng của Nga đã tìm được chỗ đứng trong khu vực, bất chấp những hậu quả pháp lý đối với việc công khai ủng hộ hành động quân sự của Nga ở Ukraine. Kết quả là sự ủng hộ dành cho Ukraine thì càng ngày càng giảm đi, trong khi sự ủng hộ dành cho ông Putin và nước Nga lại ngày một tăng cao. Sự chuyển đổi này trong bối cảnh chính trị đã làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra những thay đổi tương tự ở Tây Âu khi mà quyền lực của Nga tiếp tục mở rộng. Trung Âu đã thay đổi. EU đang lo lắng. Tình cảm thân Nga ở Tây Ban Nha, Áo và Slovakia cùng với Cộng hòa Séc sẽ khiến cho nhiều người phải thắc mắc khi nào thì nó sẽ lan đến Tây Âu. Trong khi thì Trung Âu vẫn âm thầm lặng lẽ bắt tay với người Nga. Không biết thì cuối cùng là EU có lựa chọn trở về để hợp tác với Nga hay không. Nhưng mà tình hình hiện tại đang thay đổi rất nhiều so với thủa đầu của cuộc chiến Nga-Ukraine. Nếu như Mỹ đã thành công trong việc hủy hoại EU, thì việc đưa EU quay trở lại với mình sẽ là một thành công ngoạn mục của người Nga. Mối tình Tây Ba, EU, Mỹ, Nga sẽ đi đến đâu? Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi trong thời gian tới. Và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.